ngài đều được trọn lành. Sam-ma Sam-bụt-thơ, Đức Thế Tôn hiệu Sam-ma Sam-bụt-thơ, bởi ngài đã thành bậc chánh đẳng chánh giác. Tự ngài ngộ lấy không thầy chỉ dạy, viết cha cha ra sầm banh nô. Đức Thế Tôn hiệu viết cha cha ra na sầm banh nô, bởi ngài toàn đặt 3 cây giác, 8 cây giác và 15 cây hành. Sư Ga Tôn, Đức Thế Tôn hiệu Sư Tôn, bởi ngài đã ngự đến nơi an lạc, bậc sanh bất diệt đại niết bàn. Lô Ca Quý Đu, Đức Thế Tôn hiệu Lô Ca Quý Đu, bởi ngài đã xong, bởi ngài có đức, bởi ngài đã thông suốt tam giới. Anuttaro, Đức Thế Tôn hiệu Anuttaro, bởi ngài có đức hạnh không ai bì. Bodhisattva Sarathi, Đức Thế Tôn hiệu Bodhisattva Sarathi, bởi ngài là đấng tế độ những người hữu duyên nên tế độ. Sattha-de-va-manu-sa-năng, Đức Thế Tôn hiệu Sattha-de-va-manu-sa-năng, bởi ngài là thầy cả chư thiên và nhân loại. Bụt-thô, Đức Thế Tôn hiệu Bụt-thô, bởi ngài giác ngộ ly tứ diệu đề và đem ra hoa chúng sanh cùng biết vời. Phá-ga-wa-ti, Đức Thế Tôn hiệu Phá-ga-wa, bởi ngài đã siêu xuất tam giới, tức là ngài không còn luân hồi lại nữa. Na-thi-me-sa-ra-năng anh-nhăng-bu-t-thô-me-sa-ra-năng va-răng-e-tê-na-sáp-cha-wap-che-na-hô-tú-me cha-ya-măng-ga-năng so-kha-tô-pha-ga-wa-ta-thậm-mô. Nghĩa là tam tạng pháp bảo của Đức Thế Tôn đã khẩu truyền y theo chánh pháp. Thọm mô là pháp thánh có 9 hạng, buôn đạo buôn quả và 1 niết bàn. Sa-an-đi-thi-cô là pháp mà chư thánh đã thấy chắc, biết chắc bởi nhờ kiến tánh, chẳng phải vì nghe vì tin kẻ nào khác. Nghĩa là tự mình thấy rõ chân lý. A-ca-li-cô là pháp độ cho đắc quả không chờ ngày giờ, là khi nào đắc đạo thì đắc quả không chậm trễ. E-hi-ba-si-cô là pháp của chư thánh đã đắc quả rồi, có thể ứng hóa cho kẻ khác biết được. Ô-ma-na-di-cô là pháp của chư thánh đã có trong mình, do nhờ phép thiền định. Ba-tăng-quê-đi-ta-bô-huynh-nhu-hi-ti là pháp mà các hàng trí tuệ nhất là bậc thượng trí được biết, được thấy từ nơi tâm. Na-thi-me-sa-ra-năng anh-nhăng-thậm-mô-me-sa-ra-năng va-răng-e-tê-na-sát-cha-wát-che-na-hô-tú-me cha-ya-măng-ga-năng sa-pa-ti-pa-n-đô-pha-ga-wát-tô-sa-va-ca-sang-khô. Tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các đã tu hành chính trắng y theo chánh pháp. U-chư-pa-ti-pa-n-đô Sa-va-ca-sang-khô tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành chính chắn y theo thánh pháp. Nhà-ya-pa-ti-pa-n-đô Sa-va-ca-sang-khô tăng là các bậc thỉnh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu hành để giác ngộ niết bàn, là nơi an lạc dứt khỏi các sự thông khổ. Sami Chipatipanno Phagavato Sa-va-ca-sang-khô tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật, các ngài đã tu theo phép giới định tuệ. Và đi đăng chặt ta đi bồ đi sa yu nga ni tăng đi đêm đôi thì có 4 bậc tăng đã đắc đạo cùng quả tu đà hoàn, tăng đã đắc đạo cùng quả tứ đà hàm, tăng
đắc đạo cùng quả A La Hàm, tăng đã đắc đạo cùng quả A La Hàm. Atta Bồ Đề Sa Phúc Ca La tăng, nếu đêm chiên thì có tam bậc, tăng đã đắc đạo Tu Đà Hoàng, tăng đã đắc quả Tu Đà Hoàng. Tăng đã đắc đạo Tu Đà Hàm, tăng đã đắc quả Tu Đà Hàm. Tăng đã đắc đạo A Na Hàm, tăng đã đắc quả A Na Hàm. Tăng đã đắc đạo A La Hán, tăng đã đắc quả A La Hán. Ê Sa Pa Ga Wa Tơ Sa Wa Ca Sang Khô, chữ tăng ấy là các bậc thinh văn đệ tử Phật. A Hu Nay Vô, các ngài đang thọ lãnh bốn món vật dụng của tịnh thí ở phương xa, đem đền dân cúng cho những người có giới hạnh. Ba Hu Nay Vô, các ngài đang thọ lãnh của tịnh thí mà họ dành để cho thân quyến cùng bầu bạn ở các nơi, nhưng họ lại đem đến dân cúng cho các ngài. Đặng khi nay vô, các ngài đang thọ lãnh của tịnh thí tinh lý nhân quả đem đến dân cúng. Anh cha ly ca ra nị vô, các ngài đặng cho chúng sanh lễ bái. Anuốt ta răng buốt nha khẹt tăng lô ca sa tị, các ngài là phước điền của chúng sanh không đâu bị kịp. Na thì mê sa ra năng anh nhăn sanh khô mê sa ra năng và răng. Ê tê na sát cha quát chê na hô tú mê chà dà mặn gà lăng. Quanh đa mi chê tí văn sạp băng sạp ba tha mê sự ba tình thì tặng xa đi đi ca tha tự ma ha bộ thiên bộ tha rư băng sa ca lăng sa đa. Con xin thành kính đành lễ tất cả bảo tháp ngọc xá lợi đại thọ bồ đề và kim thân Phật đã tạo thờ trong khắp mọi nơi. Thế Tôn lời dạy tỏ tường, năm điều quan tượng phải thường xét ra, ta đây phải có sự già, thế nào tranh thoát lúc qua canh tàn. Ta đây bệnh tật phải mang, thế nào tranh thoát đặng an mạnh lành. Ta đây sự chết sẵn dành, thế nào tranh thoát từ sanh đến kỳ. Ta đây phải chịu phân ly, nhân vật quy mến ta đi biệt mà. Ta đi với nghiệp của ta, dẫu cho tốt xấu tạo ra tự mình. Theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo phận minh cỡ thành. Sáp bê sa ta a vê ra hôn tu su khi ta hôn tu ni du kha hôn tu áp gia ba cha hôn tu aniga hôn tu di kha yu ca hôn tu aroga hôn tu sam ba te hi sam mê chan tu su khi a ta năng ba di ha ran tu du kha ba ta cha ni du kha và gia ba ta cha ni và gia so ca ba ta cha ni so ca hôn tu sáp bê vi ba ni nô. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lường, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nam mô Bích Tha Giá, con thành kính đảnh lễ chư Tôn Đức Quang Năm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu vừa vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính mời quý vị cùng với Nhật Quỳnh đắc bạch để thọ trì quy giới với Đức Thế Tôn.
văn phan tê vi sâm vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tâm bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích. Đô ti giảm mi ma văn phan tê vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngu giới nơi tam bảo đời vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta tỳ giảm bi ma văn phan tê vi sâm ra kha na tha ya ti sa ra ne na sa ha ban cha sĩ la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tâm quy và ngu giới nơi tam bảo để vân dự hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Nam mô ta sa pha ga va to va ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga va to va ra ha to sam ma sam bu tha sa. Nam mô ta sa pha ga va to va ra ha to sam ma sam bu tha sa. Bụt thăng saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Thọm mang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật. Sang khang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng. Đồ tịch giảm bi bụt thẳng saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ nhì. Đồ tịch giảm bi thọm mang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ nhì. Đồ tịch giảm bi sẵn khăn saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ nhì. Đồ tịch giảm bi bụt thẳng saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Phật lần thứ ba. Đi giảm bi thọm mang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Pháp lần thứ ba. Tịch đi giảm bi sẵn căn saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy y Tăng lần thứ ba. Bà na ti ba ta quê ra ma ni sức khả ba đăng samadhiyami. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự sạc sanh. A điện na đa na vệ ra ma ni sức khả ba đăng samadhiyami. Con xin vân dự điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Ca mê sô mê cha cha ra vệ ra ma ni sức khả ba đăng samadhiyami. Con xin vân dự điều học là cố ý đánh xa sự tà hành. Mẫu sa qua đa vệ ra ma ni sức khả ba đăng samadhiyami. Con xin vân dự điều học là cố ý đánh xa sự nói dối. Su ra mê ra ya mạch chấp và ma đa tha na vệ ra ma ni sức khả ba đăng samadhiyami. Con xin vâng dự điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Chúng con xin thọ trì tâm quy và ngũ giới nơi tâm bảo để cố gắng vâng dự hành theo cho được trong sạch bằng pháp không dễ vui. Uttamang ghe na vande hang ba da
phạn sum và ruột ta mạn buột thề giờ kali tâu đỡ sơ buột thâu khăm mặt tu tăng mà măng uột ta mạn ghê na quạnh đê hăng thẩm manh chà đưa vị thăng và răng thẩm mê giờ kali tâu đỡ sơ thẩm mơ khăm mặt tu tăng mà măng uột ta mạn ghê na quạnh đê hăng sẵn khanh chà đưa vị thót ta măng sẵn khê dơ khá li tơ đỡ sơ sẵn khô khá mặt tụ tăng mà măng. Phước lành con đã tạo ra các đời quá khứ hay là đời nay, nghiệp chưa cho quả phước nào, à, nguyện thành pháp đỡ để vào thiện căn. Sau này dù tạo mấy lần, à, từ đây cho đến siêu thăng niết bàn, hãy làm chuyên tốt sẵn sàng, mọi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, à, giúp cho phiền não sớm yên, tự màu giải thoát liền kịp sao, à, nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhằm kỳ độc giác là sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng đồ, nguyện thọt ba tay được lửa binh, à, nguyện thấy chúng sanh coi oan kết, nguyện cho nhân loại đang tu hành, nguyện dình tám học gia định tuệ, nguyện đoàn tham sân si độc sanh, à, nguyện giải căn nhân sanh từ khổ, nguyện diệt tâm tham hao lợi danh, à, nguyện tu tinh tấn không giải đại, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Dặn kinh chít cú sa la cảm măng cách tập bằng kỳ đi văn mà cả dê na quả mà na sa ti đa xê su gà tăng gà tăng dê sa ta san ni nô a thị dê cha sa ta a san ni nô ca tăng bụn nha pha lăng mây hằng sa bê pha ghi pha hoàn tu tê dê tăng ca tăng su vi đi tăng đin năng bụn nha pha lăng mây ya dê cha ta ta na cha nan ti đê qua gần tò ni dê đà dâm sa bê lô cầm hi dê sa ta chị quan ta ha ra hệ tu ca ma môn năng phô cha năng sa bê hành tu mama che đa sa ti phước căn con đã tạo thành, à, do thân khẩu ý tu hành dẻo nên, à, điều là phước báo vững bền có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng cùng trời đạo lợi thọ nhàn, à, chúng sanh hữu tưởng nhân gia và chữ thiên phàm thiên cùng là, à, bậc trời vô tường được mà hưởng an. Vừa con hội hưởng dân ban, à, chúng sanh hay biết hoàn toàn lãnh thâu. Bằng ai chưa rõ lời cầu, à, xin cùng thiên chung đến hầu mạch ngay. Có người làm phước được xài, à, lại đem hồi hưởng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, à, hưởng được phước quý dung thanh nhàn. Chúng sanh thế giới ca khàng, à, bởi nhờ thọ thực sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cung dường, hoa thành thực phẩm, mùi hương thọa lòng. Nam mô Bụt Tha Gia, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư tôn đức đã quang lâm vào đạo tràng, chứng minh cho chúng con được thọ trì vi giới. Nhật Quỳnh kính cảm ơn đạo tràng đã cùng giới Nhật Quỳnh lễ bái tam bảo và thọ trì vi giới. Do phước mà chúng con đã trong sạch tạo được ra, chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ chánh pháp, cầu mong quý ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Phật Gotama được bình vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng và phước này đến với chư tôn đức. Nhật Quỳnh xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong rằng phước này trợ duyên quý ngài quý vị an vui tiến hóa trong giáo pháp của đức từ phụ Gotama. Nam mô Bụt Tha Gia. Cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Gia, nam mô Tham Ma Gia, nam mô Sangha Gia. Nhật Quỳnh kính chào Tâm Hạnh, kính chào Đức Nguyên, kính chào Hiện Mộng, kính chào Karuna.
Mến chào Thi An Lạc, mến chào Thích Vũ và kính chào Xích Kim, mến chào Xích Hạnh Kiếm. Dạ, con kính bạch với Ngài và kính thưa đạo tràng, máy của Ngài Tri Đức bị hư rồi, nên lúc đầu giờ chúng con có bàn nhau là dùng sinh hoạt là để bằng để nghe pháp, và con cung thỉnh chư tâm đức chứng minh và kính mời đạo tràng cùng với Nhật Bình nghe pháp của sư Giác Nguyên. Dạ, còn nếu trong đạo tràng có ý kiến nào khác không thì xin mời bàn tay. Dạ, xin mời bàn tay cho ý kiến thì Nhật Bình sẽ làm theo quý vị ạ. À, Nam Mô Bích Thai. Dạ, dạ, Nhật Bình một lần nữa xin ý kiến đạo tràng. Dạ, nếu quý vị đồng ý cho Nhật Bình để băng của sư Giác Nguyên thì Nhật Bình sẽ để băng, rồi chúng ta cùng nhau nghe pháp. Dạ, còn nếu quý vị có ý kiến nào hay hơn thì cứ xin đưa bàn tay cho ý kiến ạ. Dạ, Nhật Bình làm xong bổn phận rồi, có hơi trễ chút xíu. Dạ, tại vì mến chào Sích Thi Na, mấy giờ đầu tràng. Dạ, do bất cập quá nên Nhật Bình lấy bái tam bảo hơi trễ, và kính mong đạo tràng hoan hỷ. Thi Na ơi, máy của Ngài hư rồi, nên là bây giờ đạo tràng chúng ta sẽ nghe pháp của sư Giác Nguyên. Hay là quý vị có ý kiến gì thì cứ xin đưa tay cho ý kiến thì Nhật Bình sẽ làm theo ạ. Còn không có ý kiến nào khác thì Nhật Bình xin phép xuống mic để Nhật Bình để băng ạ. Dạ, vậy bây giờ Nhật Bình xin phép xuống mic để băng nha quý vị. Dạ, kính chào tầm quý người giàu đạo tràng. Dạ, máy của Ngài Trí Đức bị hư rồi, nên đạo tràng chúng ta sinh hoạt là nghe băng thôi. Dạ, nếu một lần nữa Nhật Bình xin mời ý kiến đạo tràng, nếu quý nào có ý kiến nào khác thì Nhật Bình xin nghe theo ạ. Dạ, kính mời đạo tràng. Là X có nghĩa là muốn, các vị nghe kịp chưa? Ít-thí nó là cái hình thức danh từ của động từ ít-thí, mà ít-thí này nó từ cái gốc từ là chữ ít có nghĩa là muốn, mà chữ ít-thí này đó hán dịch là thần thông. Thì cái này họ dịch ý nè, mà chữ thần thông này là ở đâu ra? Chữ này đó, chữ này là một cái thuật ngữ lão giáo, mà lão giáo á lấy đạo đức kinh của Lão Tử và Nam Hoa Kinh của Trang Tử làm cái gọi là cơ sở, làm cương lĩnh đi, hay là cái cương lĩnh giáo lý, làm cái cương lĩnh giáo lý, làm cương lĩnh giáo lý. Cái chữ thần thông mà ở bên đạo lão á, chữ đó chữ gốc từ xưa đó, chẳng hạn như là mình có những cái chữ mà mình xài mà mình không có ngờ được là mình lấy của ai, như cái chữ đạo sĩ, chữ đạo sĩ, chữ đạo sĩ là mình dịch rất là gương. Bởi vì cái chữ đạo sĩ nó từ cái chữ đầu tiên là chữ tóc bá. Tóc bá có nghĩa là cái nhiệt tình, hay là sự nỗ lực, hay là cái sự rốt ráo. Rốt ráo. Mà cái người mà
sống ở trong cái chữ Tapasa này là bên Ấn Độ nha. Cái người mà sống với một cái tâm quyết tha thiết với chân lý, tha thiết với con đường giải thoát, dầu theo cái tôn giáo nào đi nữa, theo một cái tín ngưỡng nào đi nữa, thờ ai đi nữa, thì miễn là chấp nhận cái đời sống tôn giáo một cách rốt ráo ở trong chốn rừng sâu núi thẳm thì được gọi chung là Tapasa. Mà chữ Tapasa này nó từ cái căn là Tapa. Rồi thì khi kinh Phật được truyền sang Tàu á, thì bên Tàu họ dịch cái chữ này, họ tìm ra, họ tìm hoài, họ tìm cái chữ nào để dịch cái chữ này đây. Thế là họ bèn rước cái chữ đạo sĩ. Bởi vì chữ đạo sĩ ở bên Tàu á, nó có nghĩa là cái người sống theo đạo giáo. Mà đạo giáo ở đây á, là theo cái tinh thần vô vi của Lão Trang. Lão Trang thì hồi đầu ở trước đời Hán ấy, thì đạo tôi nói hơi lạc đề mà uổng lắm, mấy chỗ này không nói thì không được, vì đây là một cái dịp để mà tôi cho bà con thấy rằng cái chữ dịch của mình có vấn đề nặng lắm nha. Thì trước đời Hán ấy, thì cái gọi là tinh thần Lão Trang ấy, được người ta áp dụng bàn bạc ở trong cái giới Nho gia thôi. Là sao? Có nghĩa là hành và tàn. Hành có nghĩa là khi còn trẻ học hành để mà lấy những kiến thức, rồi thi cử, rồi làm ra làm quan giúp đời, gọi là hành. Còn về già rồi hưu trí thì gọi là giai đoạn tàn. Tàn đây có dê, tàn đây giống như tàn trữ, tàn ảnh vậy đó. Thì trong đời của một cái người thì mà nho sĩ người Trung Quốc ngày xưa nó có hai giai đoạn đầu gọi là hành, đó là giai đoạn chấn thân. Còn giai đoạn tàn, tức là cái giai đoạn mà kiểu như ẩn, ẩn mình với mặt. Thì trước đời Hán thì cái tinh thần Lão giáo giúp cho là nho gia, nho sĩ á, cái tinh thần sống gọi là như vậy đó. Tiến thì vi quan, mà thoái thì vi sĩ, là kẻ sĩ, làm thầy giáo già ở làng nhà vậy thôi, hoặc là vô rừng sâu để mà chiêm nghiệm về cái tinh thần Lão Trang của Nam Quan Kinh và Đạo Tính Kinh. Mà tinh thần của hai cái đó là cộng chung nữa là cái gì, là nói vắn tắt thôi. Thì Lão Trang chủ trương rằng khi mình sống mà có cái cơ tâm, cũng như là cái tâm mà tính toán nhiều quá đó, nó sẽ dẫn đến cái cơ giới. Mà hễ mà còn cái dính tới chữ cơ đó, cơ là máy móc, hễ mà còn sống trong cái sự toan tính, còn sống trong máy móc thì cái lòng nó còn khổ. Mà cái đạo vô vi là chủ trương rằng là một cái đất nước mà có quá nhiều luật, một đất nước mà có cái hệ thống tổ chức bài bản, là đất nước đó nó còn cấp trước cái mầm loạn. Cho nên mọi người sống mà trở về với thiên nhiên, cây cỏ chim muôn thú vật nó sống hồn nhiên ra sao thì mình cũng sống như vậy. Nghĩa là ăn thì cần thì đi kiếm cái ăn, ăn về thì no rồi thì thôi, chứ còn đừng có mà tích lũy. Từ từ tích lũy nó mới nảy ra cái lừa đảo, rồi từ đó nó ra cái bán buôn, rồi đầu cơ vân vân thì nó tốt. Cho nên là cái tinh thần vô vi là như vậy đó, tức là sống trở về với thiên nhiên. Thì trước đời Hán như vậy. Nhưng mà từ đời Hán trở đi đó thì có xuất hiện một cái nhân vật gọi là Trương Đạo Lăng. Thì ông này ông mới biến cái tinh thần Lão Trang nó thành ra là một cái thứ tôn giáo, và từ đó nó mới hình thành ra cái gọi là Lão giáo hay là Đạo giáo. Và từ hai cuốn Nam Hoa Kinh với là Đạo Đức Kinh là, cộng với hai cuốn đọc thêm nữa, đó là cuốn Dương Tử và Liệt Tử, tổng cộng là bốn cuốn nha. Thì từ bốn cuốn này đó mà người ta sáng tác riết mà đến cái đời nhà Tống đó, thì cái giáo lý của đạo Lão nó lên tới 4.000 cuốn, gọi là Đạo Tạng. Bên mình là Phật Tạng như là Đạo Tạng. Tôi nói cho quý vị nghe nó kinh hoàng, nó dài như vậy đó. Và khi mà đạo giáo nó phát triển đến một mức nào đó thì nó chia ra hai nhánh. Nhánh một á, là chủ trương là nặng về tâm linh, nặng về tinh thần, sống chiêm nghiệm những cái ý tưởng của Lão Trang trong Đạo Đức Kinh và trong Nam Hoa Kinh, Dương Tử và Liệt Tử. Còn cái nhánh thứ hai á, là chủ trương tu theo cái kiểu vật chất, có nghĩa là luyện đan, tức là đi hái thuốc rồi kiếm cái vị này pha với vị kia, sống thiết dục, có nghĩa là sống không có tình dục nam nữ, sống không có tích lũy tài sản mà chỉ lo luyện thuốc, gọi là nội đan á, luyện đan để mà được sống lâu, hòa mình với thiên nhiên, trở về với là tiên thành tiên ở trong núi sâu, rừng sâu núi cao. Thì cái đó là
khi mà nó đi đến như vậy là nó quá xa rồi. Nhưng mà nó khổ thay khi mà lại tinh thần lão trang mà nó được biến thành tôn giáo rồi, nó biến thành cái cương lĩnh tôn giáo, thì lúc bây giờ nó mới có cái từ gọi là đạo sĩ để gọi cho những kẻ sống theo cái tinh thần của cái tôn giáo đó. Về sau khi kinh Phật mình nhập vào Tàu rồi đó, thì người Tàu họ thấy cái chữ Tàu nó không biết dịch là cái gì, họ mới bèn lấy cái chữ đạo sĩ đó. Cái chữ đạo sĩ là người mà sống theo nãy giờ tôi nói đó. Họ mới là lấy cái chữ đạo sĩ họ dịch cho chữ Tapasa. Thì thực ra đó, người Tàu á, người Tàu mà chánh tông á, họ thấy cái chữ đạo sĩ họ hiểu là cái người tu theo lão giáo. Các vị nghe kịp không? Vấn đề như vậy, vấn đề là chỗ đó. Thì cái chữ thần thông là gì? Thần thông của lão giáo có nghĩa là cái người mà tu luyện đến một cái mức độ nào đó, thí dụ như họ uống những cái loại linh đơn thần dược, hoặc là họ sống tiết dục nhà, là thanh tâm quả dục, là giữ cái lòng thanh tịnh ham muốn, thì sao, thì họ có khả năng gọi là cảm thông được với trời đất, cảm thông được với thiên nhiên, và họ có thể là tìm ra được cái nhịp cầu kết nối với những cái vị thần tiên trên núi cao, chẳng hạn như là mình thấy như là bác tiên bên Tạo đi, như là mình thấy là trong mấy cái nhân vật của Kim Dung đó, có cái khu sử cơ Trường Xuân, khu sử cơ rồi Vương Trục Dương, rồi thì Mã Ngọc chẳng hạn, thì đó là những nhân vật thật ra là nhân vật lịch sử mà được Kim Dung ấy nhào nặng thành ra là những cao thủ võ lâm ở trong là thần điêu địa hiệp. Thật ra đó là những nhân vật có thiệt. Ngay cả cái tên mà Quách Tĩnh rồi Dương Khang ấy, thì nó cũng là những sự kiện có thật. Thế gọi là cái nhục, gọi là nhục, cái nhục gọi là nhục, có nói nhục của đời nhà Tống đó. Gọi là mối nhục Tĩnh Khang, đúng rồi, gọi là mối nhục Tĩnh Khang. Thì từ đó, từ cái chỗ mà khi mình tu hành mà cao siêu rồi, mình có cái khả năng mà kết nối được với cái thế giới siêu hình bên trên, thì họ gọi đó là thần thông. Thần thông nghĩa là thông suốt đó, là kết nối được bên trên. Rồi khi mà kinh Phật qua Tàu thì họ cứ lây quay, họ tìm cái chữ để dịch cái chữ thần thông. Họ thấy không có chữ nào mà họ cho rằng nó gần hơn với chữ ít thí bằng cái chữ thần thông. Thế là họ mới khiên cái chữ thần thông của bên lão giáo, họ mới nhét qua bên đây. Các vị nghe chưa? Đó, nãy giờ các vị tưởng tôi lạc đề, nhưng tôi dắt các vị đi một vòng như vậy đó, các vị thấy kinh hoàng chưa? Tức là cái chữ thần thông ở đây đó là như vậy, tức là từ cái chữ phạn là chữ ít thí. Mà ít thí cái nghĩa nôm na, cái nghĩa nhà quê, cái nghĩa đen xì của nó là cứ như là ý muốn thôi. Có nghĩa rằng là một người mà sống chìm trong năm cảnh dục, thích sắc đẹp tiếng hay vị ngon mùi thơm xúc lạc. Khi mà họ sống bằng cái thứ thú tính như vậy, sống bằng cái thứ nhục cảm như vậy đó, thì cái tâm tư của những người đó nó yếu vô cùng. Yếu là có nghĩa là họ khi mình thích tùm lum đó, thì mình sẽ dễ bị bất mãn, nay thì sợ cái này, mai thì giận cái kia, mốt thì thích cái nọ. Mà cái thứ người mà dễ sợ, dễ giận hờn, dễ ghen tuông, dễ bị tác động như vậy đó, thì cái tâm lực của họ nó yếu, nó không làm ăn được gì hết. Giống như là nước mà chảy lan man trên ruộng, nó không đủ sức tạo ra một cái sức mạnh kinh khiếp. Trong khi đó nước mà nó ở những cái dòng chảy tập trung, thí dụ như nước trong trong máng xói, nước trong ống, ống dẫn, nước ở mấy đập thủy điện nó mới mạnh là bởi vì nó được tập trung. Còn cái thứ nó chảy lan man trên những dòng suối cạn hay là những cánh đồng thì nó không đủ mạnh. Cũng vậy, cái tâm tư của một cái người mà sống hưởng dục ấy, sống hưởng dục nói theo A Di Đà là cái tâm tư mà còn bị năm cái triền cái chi phối, cái thứ tâm tư mà không có phát huy dựng được cái sức mạnh của năm chi thiền, tâm tư ý lạc định, thì cái thứ tâm đó nó yếu. Mà khi nó yếu như vậy thì đương sự không có một cái thứ tâm lực đáng nể. Còn một cái người mà coi như có tu tập thiền định, có tu tập thiền định, gọi là trấn áp được năm triền cái và thành tựu rồi vượt qua năm chi thiền, thì cái tâm lực của người này rất là mạnh. Mạnh là sao? Mạnh có thể có nghĩa là họ có thể chỉ muốn thôi, họ chỉ muốn thôi, họ đang đứng giữa sa mạc mà họ muốn có một cái dòng suối lập tức có ngay. Họ chỉ tác ý đến nước, họ chỉ nghĩ, họ chỉ niệm là nước là lập tức nước xuất hiện. Họ đang đứng giữa biển khơi cầm trên tay cho vui, thế là có ngay một đóa hồng. Đó không có ngay một đóa hồng.
Mà là tại sao họ có thể làm được chuyện đó, là bởi vì cái tâm lực của họ nó đã đến được đến cái mức mà Đức Phật gọi là Kammaniya. Kammaniya có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là useful. Useful. Có nghĩa là sử dụng được, tiện dụng đó. Còn cái tâm của mình đó là không có useful. Còn cái tâm của họ là nó giống, mình nói nôm na nó giống như một cái con dao mà mình cầm vừa tay á thì mình cắt, à, mình xẻ nó dễ. Còn cái con dao mà nó nặng quá hoặc là cái cán cầm nó bất tiện quá thì mình khó cắt. Cũng vậy, cái con dao mà nó vừa tay, nó tiện tay, nó sướng tay, nó êm tay thì mình cắt đồ nó dễ. Thì cái tâm y chang. Thì trong trường hợp đó, cái thần thông là gì? Thần thông chỉ là cái ước muốn của một người mà đã làm chủ được cái tâm của mình. Các vị cứ nghe kịp không ta? Alo. Có bữa tôi sợ, tôi giảng, tôi nhắm mắt, tôi mở mắt ra, các vị nói sư té rồi. Mà mấy chỗ này mà bà con té là nó uổng vô cùng. Bởi vì tôi xin nói rõ, tôi không có đủ siêng để tôi quay trở lại tôi giảng đâu nha. Có rất là nhiều lần như vậy. Tôi đã dốc sức tôi giảng, giảng xong mở mắt ra nó té rồi là bắt đầu tôi chỉ tóm cái là tôi bỏ. Tóm rồi bỏ. Giống như tôi đãi bánh xèo mà đi chợ chân rớt bánh xèo thì tôi chỉ hốt hai ba cọng rau tôm tôi nhét vô miệng quý vị thôi. Chứ còn cái vụ mà là đổ cái bánh mới là cũng có nha. Phải nhớ cái đó. Rồi xong như vậy thì tôi đã định nghĩa chữ ích thí bằng một cái mà màn gọi là chào phòng rất là dài. Định nghĩa nào là thần thông, rồi nào là đạo sĩ, rồi nào là lão giáo, đạo giáo, nào là đạo tạng vân vân. Để dần qua chuyện khác. Có bốn cái pháp mà được Đức Phật ngày gọi là ích thí bà đó. Ích thí bà đó tức là nền tảng của thần thông, hay cơ sở của sự toại nguyện. Dịch sát là như vậy. Nền tảng có thần thông hay là cơ sở của sự toại nguyện làm sao? Tôi đã nói rồi, một cái người mà sống chìm sâu trong dục ái, thích tiếng hay vị ngon, sắc đẹp, mùi thơm, xúc lạc vân vân, thì cái người mà sống như vậy đó thì cái ước muốn họ nói giống như ước muốn của một đứa bé, ước muốn của một người say, ước muốn của người bại liệt, ước muốn của một thằng không, ước muốn của một người phụ nữ tai yếu chân mềm. Nghĩa là sao? Những người đó cũng muốn tầm lâm hết rồi, nhưng mà lực bất tòng tâm, muốn là muốn vậy thôi. Chứ có rất là nhiều chuyện, thậm chí là hầu hết chuyện trên đời này họ không có dễ dàng mà thực hiện. Vì sao? Vì họ là một người say, một người bệnh, một người khùng, một người phụ nữ tay yếu chân mềm. Sáng nay chư tăng rời chỗ chúng tôi đi mà tôi thấy vị hòa thượng ngày nhấc cái vali ra để mình ngày canh, tôi nhìn tôi sợ. Mai chỉ có hai mươi mấy kilo mà tuổi lớn nhấc lên phải nói là xính dính. Thì cái người mà hưởng dục cũng như vậy, một cái chuyện nhỏ xíu họ muốn được, muốn được, muốn mà làm được. Mà cái người mà tu tập bốn cái pháp này nè thì họ muốn cái gì cũng được hết. Cho nên bốn cái pháp này được gọi là cơ sở của sự toại nguyện hay là nền tảng của thần thông. Mình làm một dòng như vậy, vậy bốn pháp đó là gì? Đấy, bốn pháp đó là gì? Cái đầu tiên là dục. Dục ở đây nó tiếng Pali gọi là chân đá. Nó phải hiểu là cái will, chứ không phải là desire. Nhớ nha. Nó dục lên là muốn, chứ nó không có phải là tham. Nhớ cái đó. Nhớ. Nếu các vị muốn định nghĩa rõ hơn thì tôi định nghĩa thế này. Các vị đang ngồi, các vị vừa kéo ghế ngồi xuống, các vị thấy trước mặt mình đó, hả? Có một cái tờ báo nó nằm không phải chỗ, các vị mới dời nó đi. Mình muốn trước mặt mình nó trống. Thì khi mình đưa, mình có cái ý là mình muốn dời cái tờ báo nó đi thì cái động tác dời đó nó phải được thực hiện từ một cái ý muốn. Các vị phải muốn trước cái đã, phải muốn dời rồi cái bắt đầu mình mới đưa tay ra mình đẩy cái tờ báo qua một bên nha. Đây cũng là muốn.
Rồi cái tờ báo đó là một tờ báo mà nó có một cái bìa đẹp, nó có một cái tích rất là hấp dẫn, nó có một cái hình rất là hấp dẫn, các vị muốn lật nó ra. Thì các vị muốn lật nó ra, cái muốn này nó cũng là muốn. Mà mình ngồi xuống mình muốn lùa cái tờ báo nó qua muốn. Các vị có thấy hai cái muốn này khác nhau hay không? Các vị có thấy hai cái muốn này khác nhau hay không? Alo. Nó khác nhau chứ nha. Bây giờ tôi nói là lần nữa, thứ nhất là mình ngồi xuống mình thấy cái tờ báo nó nằm không phải chỗ, nó làm như nó chướng mắt, nó làm sao đó, cái mình đẩy nó qua một bên. Thì mà muốn đẩy như vậy mình phải có cái muốn chứ. Đấy. Rồi cái trường hợp thứ hai, mình là một người thích đi shopping, mà cái tờ báo trước mặt mình đó là một cái catalog thời trang rất là hấp dẫn và mới toanh. Bữa nay là thứ hai thì cái tờ này nó mới ra sáng nay thôi, không biết ai đem về liền lên trên mạng ở phòng khách, mà coi như toàn là cái kiểu áo thu đông của năm 2016, mà coi như quá sức hấp dẫn. Mình mới bèn lật nó ra. Thì khi mình muốn lật nó ra, mình phải muốn chứ quý vị, phải muốn chứ. Nhưng mà cái muốn lật cái tờ báo đó ra nó không giống như cái muốn của cái chuyện mình đẩy nó qua một bên, nhớ nha. Cho nên cái dục ở đây nó là thành đó. Còn cái dục mà dục trời ơi đó, cái dục mà của mình đó, cái dục mà muốn lật tờ báo ra đó, là dục khi ta muốn dở tờ báo thời trang ra. Còn cái chanh đá đó là dục khi ta muốn xê dịch cái tờ báo đó. Đó, hai chữ khác nhau, nhớ nha. Đức Phật ngài còn chanh, Đức Phật còn mà ngài có, Đức Phật có, Đức Phật có cái chữ chanh đá. Giống như ngài đang ngồi mà ngài xét thấy bây giờ đã đến lúc đứng dậy ra đi, rời khỏi chỗ này. Thế là Đức Thế Tôn đưa chân phải phía về phía trước, rồi tiếp thì đó là chân trái. Thì sao kính thấy bao giờ rồi tôi ngồi để bắt đầu một cái bước đi thì bắt đầu luôn chân phải nha. Thì khi mà được muốn thực hiện cái động tác thì ngày phải có cái chân đá thì, nhưng mà ngày không còn cà mình thì khác. Mình nên là mình từ điểm A mà xe dịch qua điểm B thường xuyên, và thường xuyên bị tác động với càng á. Vì sao? Là vì mình cuộc đời mình là cuộc đời buông mắt, chán ở đây qua lần kia vui hơn, nhớ nha. Cho nên đó là lý do tại sao ở đây tôi dùng hai cái ví dụ là khi ta ngồi xuống mà ta muốn xe dịch tờ báo vòng bên thì nó gọi là chân đá. Tôi chỉ ví dụ thôi nha. Còn cái ca má ở đây đó là khi ta muốn mở tờ báo ra ra. Đấy, đã xong. Mà tại sao nó quan trọng như vậy? Thì các vị phải đồng ý với tôi một chuyện. Muốn vén cái mái tóc, không muốn thì làm sao vén? Mệt hơn một chút, muốn vuốt cái mái tóc, muốn chải cái mái tóc cũng phải muốn trước rồi mình mới chải mới vén được. Rồi thì mình muốn bước đi, nói chung là trong cuộc đời mình không có việc gì mà nó không được bắt đầu từ cái muốn nha. Kể cả trường hợp mình bị đập gai mà mình để lấy được cái gai ra, nó phải có cái muốn, phải có cái muốn mình mới lấy cái gai ra được. Cho nên cái chuyện đầu tiên trong đời này là anh phải xác định là anh muốn cái gì. Thánh và phàm khác nhau ở chỗ nào? Khác ở chỗ là thánh muốn cái gì, người ta muốn đẩy tờ báo qua. Còn phàm là sao? Phàm là muốn dỡ cái tờ báo đó ra, cái kia là muốn đẩy cái tờ báo đó ra. Các vị nghe kịp chưa? Cái dục nó quan trọng lắm. Và cái giá trị của AB của tí tèo nó khác nhau ở điểm nào? Là thằng tèo nó muốn cái muốn của nó là chanh đá hay là ca má. Mà cái chanh đá, hai đứa đều chanh đá hết, mà cái chanh đá của thằng tèo là nó muốn làm cái chuyện gì, và của thằng tí là nó muốn làm chuyện gì. Như vậy thì cái điều kiện đầu tiên của mọi việc làm ở đời là muốn. Cao hay là thấp, đó, sạch hay là dơ, đó, đầu tiên là phải muốn. Cái muốn là anh phải xác định anh muốn cái gì. Là người ta muốn đẩy tờ báo vòng qua, rồi âm là muốn dỡ tờ báo nó ra. Nhớ nè, đầu tiên là cái muốn rất là quan trọng. Cách đây mấy chục A Tăng kỳ về trước, Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni cũng là một người y chang như mình vậy đó.
Nhưng mà khác ở điểm là Ngài có cái muốn. Muốn gì? Muốn lìa khỏi sanh tử. Đấy. Muốn tu tạo công đức, muốn trở thành một vị chánh hạnh giác. Còn mình thì sao? Vào thời điểm đó chúng ta cũng có mặt chứ đâu phải không có nha. Nhưng mà chúng ta có muốn như Ngài hay không? Mình có muốn tu tạo công đức, tích trữ ba la mật, mình có muốn trở thành một vị chánh hạnh giác hay không? Không. Chính vì vậy cho nên hôm nay Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni đã niết bàn mà mình vẫn còn ngồi một lũ ở đây nha. Như vậy thì cái muốn nó rất là quan trọng. Bởi vì anh phải muốn anh mới làm được việc. Và thứ hai là anh muốn cái gì? Dạ, anh phải muốn cái gì? Chỉ còn mà chú cũng muốn, Nhi cũng muốn, anh muốn, tôi cũng muốn. Như vậy thì mình giống nhau không? Quan trọng là mình muốn cái gì? Muốn cái gì? Tôi nhớ có một câu chuyện rất là tào lao, rất là bậy bạ, nhưng mà không thể không kể ở đây. Có một ông thiền trưởng, ông bị chìm tàu, trôi, ông ôm được tấm ván trôi lên đảo. Thì lúc đó ông lê la từ trưa tới chiều mà mệt lã người, thì ông mới liếc thấy từ xa xa có một thiếu phụ áo quần tả tơi rách nát đang lần lần từ nước lới tới chỗ ổng. Thì cô thiếu phụ cổ ổn hẹn duyên dáng của nói rằng ở đây chỉ có hai chúng ta và em có tất cả những gì mà một người đàn ông mong muốn. Thì ông thị trưởng ổng nghe như vậy, ổng đang nằm thôi thóp trên bãi cát, ổng mở mắt ra ổng hỏi du có whisky hả? Các vị nghe kịp không? Cái phản ứng ổng đầu tiên là du có whisky hả? Có nghĩa là cái cô này cổ cứ tưởng cái ông này nè là như bao nhiêu người khác, thiền trưởng mà dân đi biển mà quý vị, coi như là giai năm tắc rộng mà thân mười thước cao, cơ bắp ngon lành mới đi biển mà là thiền trưởng đó chứ. Còn cái bản lãnh phong trần của một gã đàn ông nam tử hán hải trường phụ thì cô thấy cũng khoái lắm. Cổ cũng là một nạn nhân của một vụ chìm tàu, nhưng mà không ngờ khi cô nói rằng em có tất cả những thứ người đàn ông muốn, thì ông này trong lòng ông không, ông này vốn không có quan trọng cái đề nữ sắc, ông không có nữ sắc, ông này làm chỉ có nhậu thôi. Thì ông nghe thì ông đang nằm thoi thóp được máu ra phẩm bộ du có whisky. Ở đây cũng vậy thưa quý vị, cái quan trọng nhất là các vị muốn làm việc gì ở đời, các vị trưởng thành phải có ý muốn. Và điều thứ hai, anh phải xác định là anh muốn cái gì. Tôi và anh con trong cùng hoàn cảnh nhưng mỗi người có một cái muốn khác nhau. Cái muốn của anh đó là chăm đái, cái muốn của tôi là cà mát. Rồi chưa hết, nếu hai chúng ta cùng là có một cái muốn chăm đái hết thì sao? Thì anh muốn, một người thì muốn trở thành tinh văn, một người muốn trở thành độc giác, một người muốn trở thành chánh đẳng chánh giác. Chưa hết, ngay cái trong cái chánh đẳng chánh giác là mỗi vị lại có những cái muốn khác nhau. Có vị nguyện sau này tôi thành Phật tôi sống rất là lâu, thân tướng của tôi đó là phải cao to, thời nào chúng sanh nhỏ con tôi không ra đời. Từ những cái đoạn kinh nguyên thủy này nó mới dẫn đến cái ý tưởng Bồ Tát đạo mà Phật giáo để tôi phát triển về sau, họ đã đi quá xa nha. Chứ trong kinh nguyên thủy có nhìn nhận chuyện đó. Có những vị khi là còn là phàm phu, còn là một vị Bồ Tát, thì có vị có những cái sức thức lạ lắm. Muốn là khi tôi thành Phật, cái hào quang của tôi đó, giúp cho nhân loại đó không phân biệt được ngày đêm. Kinh khủng chưa? Có vị nguyện khi tôi thành Phật tôi phải sống thật là lâu. Có vị mong là khi tôi thành Phật là tôi chỉ ra đời vào cái thời kỳ chúng sanh hoàn toàn no đủ, không có một chúng sanh nào bị cái vấn đề về ăn, về mặc hết. Rồi có vị nguyện khi mà tôi ra đời đó thì chúng sanh ở lại trên trái đất này nó phải là cái thời kỳ mà thịnh vượng phì nhiêu, chứ không có mà đói khổ cơ hàn. Nhưng có những vị thì không có đí cái đó. Chẳng hạn như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Ngài chỉ nguyện một điều thôi, duyên đủ thì thành đạo, ai hữu duyên thì Ngài độ, vô duyên thì bị chủ khác chơi. Cho nên Ngài sanh với anh đủ ba la mật thì Ngài sinh ra trong một thời kỳ chúng sanh nhỏ xíu con, sống le que có mấy chục tuổi, mà bản thân Ngài cũng thọ có 80 tuổi, thành Phật rồi trụ thế 45 năm rồi thì đi mất. Vì Ngài không có nguyện gì hết. Đó là do cái chanh đá của Ngài nha, quan trọng lắm. Cho nên tôi nhắc lại, ở đời vạn sự muốn làm cái gì, chuyện đầu tiên là anh phải có cái muốn. Anh muốn là vén tóc hay là chạy tóc, hay là anh muốn cạo trọc lóc cái mái tóc, thì anh phải muốn được cái đó nha. Thì muốn. Rồi chuyện thứ hai là anh phải xác định muốn cái gì. Mà cái muốn của mình muốn nó kẹp, mình phải ghi thôi. Muốn để ước muốn của được thành tựu thì ta
phải có những chuẩn bị tương thích. Cái câu này vô cùng quan trọng. Anh phải xác định anh muốn cái gì, rồi anh mới có những chuẩn bị tương thích. Muốn lấy chồng giàu là mình phải soi gương, mình coi cái mặt mình nó có cửa hay không nha. Đàn bà xấu không có quà, đây nó nói như vậy, đàn bà xấu không có quà. Muốn lấy chồng đẹp là mình phải coi mặt mũi ra sao. Nhẹ nhẹ thì vẫn son, nặng chút phải đi Nam Hàn chỉnh sửa, bắp giá bơm, cắt quần xẻo. Chuyện đầu tiên là anh thích cái gì thì anh phải có những trang bị tương thích. Anh muốn trở thành một bác sĩ, anh cũng phải có bao nhiêu năm học y. Muốn trở thành dược sĩ, anh phải có bao nhiêu năm học dược nha. Đó là cho nên cái chuyện đầu tiên là chuyện muốn. Anh phải biết mình muốn cái gì, và mình phải có những chuẩn bị tương thích. Tương thích nghĩa là thích hợp với cái ước muốn đó. Một người muốn hưởng dục mà lại làm ác thì bị đọa bốn cảnh khổ trong dục giới. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sinh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phạm thiên hữu sắc thì phải gì ta, phải chán dục và tu thiền sắc pháp. Muốn về cõi thì phải chán sắc và tu thiền vô sắc. Muốn giải thoát sinh tử thì tu tuệ quán. Nhàm chán danh sắc mới thoát khỏi chúng. Các vị thấy chưa? Muốn hưởng dục mà lại làm ác thì đọa vào bốn cảnh khổ trong dục giới. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sanh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phạm thiên hữu sắc thì phải chán dục và tu thiền sắc giới. Muốn về cõi vô sắc thì phải chán sắc và tu thiền vô sắc. Muốn giải thoát sanh tử thì tu tuệ quán. Mà tu để chi? Tu để nhàm chán danh sắc thì nó thoát khỏi chút. Như vậy thì mình thấy cái muốn nó theo chúng ta trên từng cây số, thậm chí trên từng cm, mm, nanomet. Nha, nhớ cái đó. Cháu Trâm có còn nghe không? Hello. Khổ thiệt. Giờ nghe rõ. Nhớ nha, cái gì muốn nó quan trọng kinh khủng là như vậy. Cho nên ở đây cái phần ngày dạy rằng nó ít thí đây mình dịch là thần thông nó nghèo lắm, mà phải nói là ước muốn, ước nguyện, cái sở nguyện. Ít thí bà đó là bốn cái cơ sở, bốn cái nền tảng để mà cái tâm nguyện mình được thành tựu. Thì chuyện đầu tiên là anh phải hào tục lòng mấy cái công thức mà tôi vừa ghi. Muốn hưởng dục lại là mẹ thì bị đọa bốn cõi cảnh. Muốn hưởng dục và tạo thập thiện thì sanh vào các cõi nhân thiên dục giới. Muốn về cõi phẩm duy ngũ sắc lo. Đại khái là muốn cái một bữa là để thực hiện chuyện gì, để làm tròn cái tâm nguyện thì chuyện đầu tiên là anh phải muốn cái đó. Mà anh xác định cái muốn xong rồi anh có những chuẩn bị tương thích, nhớ nha. Ok, là nó quan trọng cái đó. Và khi một cái người mà đầy đủ ba la mật chứng thánh thì họ lại cũng tiếp tục là một cái minh chứng cho cái chuyện muốn này. Ngày xưa họ muốn giải thoát, cho nên hôm nay, cho nên chính vì họ muốn cho nên họ mới tu tạo phước lành, công đức vô lậu. Và từ chỗ đó họ hôm nay họ gọi là công thành quả mãn, họ mới là chứng đắc cái thánh trí, chấm dứt sinh tử nha. Đó là một hàng bậc bậc thánh. Còn nói chi là phàm phu quẩn quanh trong ba cõi sáu đường thì chúng ta dứt khoát phải nhớ rõ cái định nghĩa về cái dục như vậy thôi. Mà ở đây đó, trong cái bốn pháp này Đức Phật ngày không có nói nó bất thiện, ngày đó nó đang nói cái thiện. Vì có ai trên đời muốn mình bị khổ đâu, nhưng mà nó khổ một chỗ là do vô minh, không có biết Phật pháp, không có biết chánh pháp.
Cho nên muốn thoát khổ mà lại đi làm chuyện tào lao. Trong kinh nó giống như mình khát nước mà uống nước muối vậy đó nha. Khát nước mà uống nước muối, y chang như vậy. Cho nên ở đây là bốn cái cơ sở này là bốn cơ sở dành cho cái người thiện. Còn thiện cỡ nào thì tôi đã ghi rồi đó, có nghĩa là thấp nhất là dục, dù là nhân thiên trong dục giới, mà cao nhất đó là cái quả vị giải thoát sanh tử nha, thánh trí. Thì cả những cái muốn này nên đều phải được xác định ngay từ đầu, mà mình có những chuẩn bị tương thích. Mà muốn cho cái muốn của mình, để cho cái muốn mình nó được thành tựu thì mình phải có những chuẩn bị. Muốn cái gì phải chuẩn bị nó tương ứng cái đó. Trong kinh nói thêm một cái vị mà được Đức Phật này thọ ký, sau này trở thành đệ nhất thông, đệ nhất trí huệ, đệ nhất đầu đà, đệ nhất thiên nhãn, đệ nhất pháp sư, đệ nhất điện tài, vân vân và vân vân. Thì khi mà họ được thi, được thọ ký như vậy thì họ lập tức, trước khi mà họ được thọ ký họ phải làm phước hồng nguyện à, rồi sau đó là họ phải có những chuẩn bị, họ phải làm phước. Thì chẳng hạn như ngài Sa Lợi Phật thì ngài không ngừng trao dồi trí tuệ bằng mọi cách tu thiền hoặc là học hỏi điều hay lẽ phải đối với các bậc tiên hiền, những vị mà đại trí trên đời suốt nhiều cái trăm ngàn triệu tỷ ứng kiếp, thì cuối cùng mới để thành đại nhất trí tuệ. Ngài Mục Kiền Liên sau khi được thọ ký thành đại nhất thần thông tương lai thì ngài phải liên tục sống liên tục và trau dồi thiền định, nhớ nha. Thậm chí cái là ngài A Nan đại nhất về cái gì ta, về đa văn, thì ngài cũng phải trau dồi cái tánh hiếu học. Ngài A Nậu Đà La đại nhất về thiên nhãn thì ngài cũng phải là siêng tu thiền định và thích bố thí cúng dường ánh sáng, nhớ nha, để đời sau tham gia có được thiên nhãn, vân vân và vân vân. Tiếp theo là cả bốn điều kiện để gọi là thành mãn sở nguyện, bốn cái điều kiện. Thì thứ nhất là dục, thứ hai là cần ở đây tức là sự nỗ lực hay tinh tấn. Thì ở trong gì ta, ở trong bốn cái này nè, trong bốn cái như ý tốt này này, thì ở trong chánh tạng có ghi rõ không phải là một chữ đâu nha, không phải một chữ đâu, không phải một chữ. Các vị chờ tôi một chút xíu nha, chờ tôi một chút xíu. Mà được từ giờ nãy tôi cứ nghĩ rằng mình không có cần là coi cái giải gì nữa, tôi không có mở máy gì rồi xong. Ở mỗi một cái, ví dụ như cái nghi thức đầu tiên ấy, thì người để lên thế này nè: chanh đá sát ma để ghi, thì ghi theo cái này nè, sát ma để ghi để cái gì đấy, ba thà nè, sân kha đấy, đó nó dài vậy đó, cái là dục như ý thức, là ước muốn, được kết hợp với sức mạnh của định lực và sức tinh tấn, nghe chưa? Rồi cái thứ hai cũng vậy, cần nên là viriya samadhi phải chăng, có nghe là cần như ý túc phải sự tinh tấn mà kết hợp định lực, rồi
cái thứ ba là tâm chitta samadhi paddhana sankhara, tức là tâm như ý túc kết hợp với ở trong bên trong, rồi thẩm như ý túc là vi mang sát samadhi ở trong bên trong, nó gọi là thẩm như ý túc. Rồi bây giờ tôi mới giải thích tại sao phải quay lại chỗ này. Muốn không chưa đủ, muốn không thì chưa đủ nha. Mà cái muốn mà để trở thành, để mà có được những cái quả lành á, đây quả khổ tôi mới nói nha. Mình muốn được ăn nhậu trác tán bê tha thì cái đó là không có kể ở đây. Ở đây muốn được trầm chuyển linh vương, làm đế thích, làm phạm thiên, làm tinh văn, độc giác, duyên giác, bích chi, làm chánh đẳng, chánh giác, tâm a nậu đà la, tâm liệu, tâm bồ đề. Thì những cái muốn nó bắt buộc là phải là kết hợp với cái gì? Kết hợp với định và sự nỗ lực. Định và sự nỗ lực. Định ở đây là gì ta? Định ở đây đó, samadhi ở đây là tính từ cận định, mở một đơn, upachara samadhi, trở lên. Bởi vì phải là cái sức định tâm như vậy đó thì nó mới hỗ trợ cho cái thiện tâm của mình nó đi xa đi mạnh được nha. Cái này quan trọng lắm nha, cái này nhớ nha. Rồi cái chữ paddhana ở đây đó, paddhana ở đây đó là bốn cái máu đơn thận từ tu bảo. Không biết bà con còn nhớ bốn này không ta? Thận có nghĩa là nỗ lực ngăn chặn cái ác chưa có, còn trừ là nỗ lực bỏ đi cái ác đang có, còn tu là tao luyện cái thiện pháp chưa có, còn cái bảo là giữ gìn cái thiện pháp đã có chứ đừng có mất, mà lại cho nó phát triển thêm hơn nữa nha. Thì ở đây cái bốn ý túc này là bốn cái sức mạnh, mà nói gọn lại là gì ta? Dục, căn, tâm và thẩm. Dục ở đây là ước muốn hả? Tôi nói rồi, mình phải xác định mình muốn cái gì và mình có những chuẩn bị tương thích. Mình muốn đi ra đảo bắt buộc phải có tàu, hoặc là phải có máy bay, phải có trực thăng. Ví dụ như vậy, mình đâu có lái xe được nha. Không lái xe được. Mình muốn đi chợ là túi phải có tiền, muốn ra khỏi nhà là phải có quần áo, giày dép, nón, khăn đàng hoàng thích hợp, chứ đâu phải là mình mặc đồ ngủ mình đi băng bơ bơ ngoài đường mà trong túi không có tiền, đâu có được nha. Thời nay còn phải có thêm cái phone nữa. Cho nên là chuyện đầu tiên là anh phải xác định là anh muốn cái gì, mà cái muốn này nó phải đi, nó phải có sự kết hợp của cái gì, của định và của sự tinh tấn. Ghê chưa? Mà cái định ở đây đó tối thiểu phải là cận định trở lên. Thì mình thấy rõ ràng đó là làm thấy là ở trong kinh nói rõ đó là sáu cõi dục thiên ý. Có nghĩa là ba cõi chia ra là dục sắc và vô sắc. Thì bây giờ mình nói cõi dục trước đi. Những người muốn sanh một cái cõi mà dục thiên cao cấp, thí dụ như mình thấy sáu cõi dục, cõi thấp nhất là tứ thiên vương, rồi lên nữa là đau lợi, dạ ma, đấu xuất, quá lạc và tha, tháo hóa tự tại. Thì càng lên cao á, thì coi như người này phải thiểu dục. Có nghĩa nghe nó kỳ vậy chứ. Dạ, càng lên cao, mặc dù vẫn trong cõi dục giới, nhưng mà anh muốn ở một vị trí cao cấp ở trong các cái tầng dục giới thì anh phải là người chán dục. Tại sao vậy? Vì chỉ có người chán dục thì cái công đức của họ nó mới lớn. Ví dụ như họ bố thí, mà cái bố thí của cái người mà chán dục á, nó mạnh hơn, cái quả nó cho quả mạnh hơn của người mà đang chìm trong dục. Đó, nó kẹt là kẹt chỗ đó. Thêm nữa, lên cõi dục giới càng cao thì phải chán dục. Bởi vì sao? Là bởi vì lên càng cao nghĩa là càng gần với cõi phạm thiên, mà phạm thiên thì họ ly dục, vô dục.
Cho nên anh càng lên gần họ là anh phải có cái điểm gì đó kiện giống giống họ nha. Sớm chài tâm cá mà làng nhang thơm trầm là chỗ đó rồi nha. Có nghĩa là anh càng hãy gần cái hải thượng lãng ông nó cho lớn là tự nhiên ngang mùi thuốc bắc rồi. Còn anh đi ngang cái Phan Thiết thì ngang mùi nước mắm này. À, cái chuyện tự nhiên nha. Cho nên anh càng muốn tiếp cận nghĩa phạm thiên là anh phải có gọi là thập thiện ngon lành, mà trong đó gồm có bố thí, trì giới và thiền định. Thì cái thiền định mà tệ nhất là phải là cận định. Còn phạm thiên muốn về các cõi phạm thiên thì tệ nhất phải là sơ thiền nha. Thì để có được cái công đức trong ba cõi, muốn có được đời sống như ý trong ba cõi, thì chuyện đầu tiên là anh phải có cái ước muốn. Ước muốn phải là ước muốn lành mạnh mà cộng với sự kết hợp của cái chi của thiền định và của tinh tấn đúng mức, có thể thì đúng mức nha. Đó gọi là dục dục nhĩ túc. Rồi cần nhĩ túc cũng vậy, cần nhĩ túc có nghĩa là anh siêng, cái siêng quanh nó cũng phải kết hợp với định, mà định ở đây là tối thiểu từ cận định trở lên. Mà cận định là gì nãy giờ lo nói mà quên. Upachara, upachara là kế bên, là kề cận, là sát nút. À, sát sườn, thì Việt Nam có chữ sát sườn nữa. À, là cái trình độ định tâm của người sắp chứng thiền thì gọi là cận định. Gọi là cận định, nhớ nha. Cho nên kêu tắt á, gọi cho gọn á, là tứ nhĩ túc, nghĩa là bốn cái cơ sở để làm tròn. Còn cái tâm niệm nó gần có dục cần tâm thầm. Nhưng ở đây đó là Ngài nói rõ luôn, Ngài không có kêu dục, không mà Ngài dạy là phải có sự kết hợp với định tâm đúng mức và sự tinh tấn đúng mức nha. Như vậy thì muốn làm được việc gì đó, đầu tiên là phải có cái muốn thật thiệt. Thứ hai là anh phải nỗ lực dài dịch. Đó gọi là người Tàu ở người Thái có một câu là tinh tấn đến đâu thì thành công đến đó. Cái câu đó đúng là Việt Nam cũng có những câu tôi nhớ của Thái. Tinh tấn đến đâu thành công đó, có nghĩa là mình nỗ lực tới mức nào thì mình đạt đến cái đó. Và Tây đúng không, câu hay lắm. Cái câu này mà con phải xăm lên trán nè. Cái câu này phải xăm lên trán nha. Đi học với tôi riết là thậm chí giống như người ta tu nó xong hết cái mình luôn. Muốn có được cái chưa từng có thì dám làm việc chưa từng làm. Có nghe câu này chưa ta? Alo. Muốn có cái này tay nói chứ không phải là tôi nói nha. Muốn có được cái chưa từng có thì phải dám làm cái việc chưa từng làm nha. Có nghĩa là mình cứ kiểu mà cái lớn xích sụi, cái kiểu mà ậu ơ ví dầu, làm lai rai, làm cho có ha, thì làm sao mà mình tới chỉ được ha, làm sao mà tới đỉnh của đỉnh được nha. Cho nên là cái tinh tấn đó mình không nói, có nghĩa là anh muốn có được cái chưa từng có thì anh phải dám làm cái việc chưa từng làm. Mỗi lần mà tôi lại Phật, tôi có nhiều cái cách để tôi niệm về nhà đó. Trong đó có một cái kiểu niệm thế này: Thế Tôn là cái người đã làm cái việc khó làm, đã cho cái khó cho mà đã nhịn cái chuyện khó nhịn. Cho nên Thế Tôn có được cái khó được, đặt được cái khó đắc và thấy được cái khó thấy, hiểu được cái khó hiểu nha. Tức là khi niệm Phật, tôi nhiên lâu lâu tôi niệm có chữ dễ thôi. À, tôi có niệm có chữ dễ thôi. Em xin lỗi, niệm chữ khó thôi. Thế Tôn là cái người làm cái chuyện khó, làm cho cái khó cho, nhịn cái khó nhịn, cho nên Thế Tôn đã đắc được cái khó đắc, được cái khó được, thấy cái khó thấy, hiểu được cái khó hiểu. Bởi vì sao? Vì Thế Tôn mà trước đây đó, khi còn là Bồ Tát, vì Ngài muốn có được cái chưa từng có trong dòng sanh tử, cho nên Ngài phải thực hiện cái ba la mật theo cái kiểu mà chưa từng thực hiện nha. Đó là chúng tôi đang nói về cái gọi là cần nghĩ tốt. Có nghĩa là muốn thành thông, muốn cái gì đi nữa thì anh phải có những cái chuẩn bị nha. Anh muốn là đế thích, làm ác ma thiên tử, làm chuyển lưng vương thì anh phải có cái nỗ lực cho nó thích hợp với những cái ngôi vị đó. Mà anh muốn làm phạm thiên sắc giới, vô sắc giới thì cũng phải có những chuẩn bị như vậy đó nha.
rồi lên đến cái quả vị giải thoát. Anh phải chán dục anh mới về cõi phạm thiên, mà anh phải chán luôn cả cõi phạm thiên, chán luôn mọi hình thức danh sắc thì anh mới có thể lìa bỏ được ba cõi sinh tử để mà anh chấm dứt luân hồi nhé. Phải vậy, mà muốn cái đó nó phải đi kèm với sự nỗ lực thích ứng thích hợp. Rồi cái thứ ba là tâm như ý túc. Tâm như ý túc, chữ tâm ở đây là sao? Tâm tâm như ý túc ở đây là các cái trình độ thiện tâm. À, cái vụ này mệt rồi. À, gồm các tâm thiện dục giới đáo đại, đáo đại mẫu đơn, mẫu đơn sắc giới và vô sắc giới. À, cái này phải phải coi kia chứ còn giải thích này là le lử luôn nha. Tức là thiện sắc giới có nghĩa là cái tâm mà người ta dùng để người ta tịnh, người ta chính thiện sắc giới. Còn tâm thiện vô sắc giới là cái tâm mà các tâm thiền tầng vô sắc giới. Tâm thiền sắc giới là sao? Tâm thiện sắc giới cũng là tâm thiện sắc giới, nghĩa là cái tâm này đó là chỉ biết cảnh đề mục và chán sợ cảnh dục giới thì gọi là tâm thiền sắc giới. Cái tâm thiền vô sắc là nó chán sợ cái sắc pháp của hai cái tầng dưới, chỉ hướng đến cái tâm thức thôi, danh pháp thôi. Bởi vì nó chán thấy còn cái gì vật chất là nó còn cái nặng nề, còn có cái lượng tưởng, nó còn có cái lê thê. Rồi lên đến cái vị mà tu tập tuệ quán mà hỏi nhàm chán ba cõi, là thấy đi dầu dầu là dục giới, sắc giới, vô sắc giới, cái nào nó cũng làm sự quẩn quanh trong cái ngôi nhà lửa ha. Phải nhàm chán như vậy đó thì họ mới là lìa bỏ được cái tham thích ở trong danh sắc. Mà hạnh nếu mà duyên làm đầy đủ thì cái sự lìa bỏ nó mới là tuyệt đối. Còn nếu mà duyên ba la mật nó không đủ thì mình tu ba la mật á, mình tu tuệ quán là cũng có lìa bỏ, có lìa bỏ tham thích, nhưng mà cái lìa bỏ ở mức tương đối, cho nên nó không thể nào dẫn đến cái sự giải thoát tuyệt đối của bậc thánh được, nhớ nha. Cho nên ở đây nó tâm thiện, cái tâm tâm nhĩ túc đây có nghĩa là chỉ cho các cái trình độ tâm thiện. Thiện thì tôi đang ghi đây, và tâm thánh đạo đó, thánh đạo. Tâm như ý túc ở đây là chỉ cho các cái trình độ, những cái trình độ thiện tâm gồm các tâm định dục giới đáo đại và tâm thánh đạo. Rồi các vị đánh máy rồi là gớt rồi nha. Thì muốn làm, muốn để hoàn tất sở nguyện thì phải có ước muốn đúng mất gì nữa ta, tinh tấn đúng mức, rồi cái thiện tâm đúng mức. Có nghĩa là sao? Muốn sung sướng ở cõi dục á, thì phải có cái tâm thiện dục giới. Muốn về cõi sắc giới đó thì phải có cái tâm thiện sắc giới. Muốn về cõi vô sắc giới thì phải chán cõi sắc giới và có phải hình như chứng đi, hình chứng đi, và chứng thiền vô sắc giới. Muốn chứng thánh trí không muốn chấm dứt sanh tử thì phải có bốn tâm thánh đạo. Hiểu có nghĩa là muốn gọi là muốn gì ta, để hoàn tất cái sở nguyện á, thì phải có cái ước muốn đúng mức, tinh tấn đúng mức và thiện tâm đúng mức. Mà cái thiện tâm đúng mức ở đây là cái gì?
thiện tâm đúng mức. Thiện tâm đúng mức ở đây chính là tâm như tỷ tục, nhớ nha. Tôi nhắc lại, thiện tâm đúng mức ở đây có nghĩa là tâm như tốt. Mà đúng mức là sao? Có nghĩa là anh muốn sung sướng ở cõi dục thì anh phải có tâm thiện dục giới, anh muốn được về cõi sắc giới thì anh phải có tâm thiện sắc cõi dục giới, còn muốn về cõi vô sắc thì anh phải chán cõi sắc giới và anh chứng thiện vô sắc giới. Mà anh muốn chấm dứt sanh tử thì anh phải có bốn tâm thánh đạo, có nghĩa là cái tâm thiện đúng mức. Bốn tâm thánh đạo cũng được gọi là tâm thiện, nhưng mà thiện siêu thế, nhớ nha. Tâm thánh đạo cũng được gọi là tâm thiện, nhưng là thiện siêu thế, nhớ nha. Rồi đó, bữa nay là phải ghi cho rõ để mai này nè, à, đi đâu mà nghe nó tứ nhĩ túc mình cứ mơ mơ hồ biết dục là sao, rồi cái cần tâm thẩm là sao. Ở đây mình đã nói cạn lời mà không hiểu thì tôi đã nói rồi, thì chỉ còn cách là mình chết thôi nha, chết. Thì ở đây có bốn cái. Một là gì? Để hoàn tất một sở nguyện thì đầu tiên anh phải có cái muốn đúng mức, à, thứ hai là mình nỗ lực đúng mức, và cái thứ ba là thiện tâm đúng mức, rồi cái thứ tư mới ghê, cái thứ tư là thẩm như ý túc. Có nghĩa là gì ta? Có nghĩa là cái trí tuệ đúng mức. Wow. Đó, trí tuệ đúng mức là sao? Thấy được thập ác là đáng sợ, thấy được thập thiện là cần thiết, thì đó là cái trí tuệ cần có ở người muốn sướng ở cõi dục. Đó, thấy được các dục là đáng sợ, các tầng thiền sắc giới là tốt đẹp hơn, thì đó là trí tuệ cần thiết cho người muốn về cõi sắc giới. Thấy được sự có mặt của các cái hình thức vật chất là nặng nề phiền phức, rồi tu thiền phan thiền phức, và thấy thiền vô sắc giới đó tốt đẹp hơn, thì đó là cái trí tuệ cần thiết cho người muốn về cõi vô sắc giới. Thấy được sự có mặt của danh sắc trong bất cứ hình thức thô tế nào cũng là đáng chán, thì đó là gì ta? Là trí tuệ cần thiết cho người cầu đạo giải thoát. Nghe kịp chưa? Tại vì anh có ba cái đầu chưa có đủ đâu. Tư này nè, anh phải có cái thấy nha. Anh phải thấy được thập ác là đáng sợ. Thập ác là gì ta? Thân tam khẩu tứ ý tam, gọi là thập. Thân tam là không có sát sanh trộm cắp tà dâm, rồi khẩu tứ là nói dối, nói đâm thọc, nói phím lựng, nói chia rẽ, rồi còn cái
Vì ý tham có nghĩa là tham sân và tà kiến nha. Thì mình thấy mấy cái này là nó bậy lắm. À, mà mình phải tu tập thiện là bố thí trì giới tham thiền cũng kinh cùng dụ tích pháp nghe pháp giải vân vân. Thì khi mình thấy đó thập ác đáng sợ mà tập thiện là cần thiết, thì đó là trí tuệ cần có ở cái người muốn sướng ở cõi dục. Là cái trí tuệ này nó được gọi là nền tảng của sở nguyện là vậy. Có nghĩa là anh muốn đi đâu rồi anh phải có cái tầm nhìn. Việt Nam có cái chữ tầm và tâm á. Có cái tâm có nghĩa là người có cái tấm lòng, nhưng mà có cái tầm nghĩa là phải có cái tầm nhìn. Có nghĩa là anh muốn đất nước nó phát triển, mà xin lỗi, cái tầm nhìn của anh là cái tầm nhìn là như là loạn thị, viễn thị, cảnh thị. Cái tầm nhìn đó làm gì là, cái thứ là phá gia chi tử, cái thứ mà tào lao thiên tướng, anh nhớ nha, tào lao, sẽ được. Anh muốn phát triển đất nước, phát triển xã hội, phát triển gia đình, phát triển bản thân, anh phải có cái tầm nhìn, tâm không giống được một cái tầm nữa nha. Thì cái tầm ở đây nó chính là thẩm như ý tục. Nó có cái tầm nhìn, nó có cái view nha, có cái view à, nó phải có cái view sống trong đời sống cần có một cái nhìn là như vậy đó. Cái tấm lòng cũng chưa có đủ đâu em nha, sống trong đời sống cần có một cái nhìn. Thì như vậy thì anh thấy rằng thì là anh muốn sướng ở cõi dục, làm đế thích, làm ma vương, làm chuyển lưng vương, thì anh phải thấy rằng thập ác đáng sợ mà thập thiện là cần thiết. Đó là trí tuệ bậc thấp. Cao hơn một chút, anh thấy các dục là đáng sợ mà thiền sắc là cần thiết. Cao hơn một chút, anh có trí anh thấy rằng thiền sắc là nặng nề, thô kệch, nặng nề mà cái thiền vô sắc là tốt hơn. Mà lên cao hơn một chút, anh thấy rằng hễ còn có cái sự hiện hữu tồn tại của danh sắc, dầu ở hình thức nào, thô tế, xa gần, thẳng liệt, thì nó thấy đều là đáng chạy đáng sợ. Thì anh mới lìa bỏ nó, anh chán sợ nó. Thì hôm qua tôi nhớ tôi có giảng ở đây, tôi nói rằng ở đời này có nhiều khi khi một người tu học chỉ nhớ có bốn cái chữ thôi. Đó là đối với cái chuyện mà cần tránh, thì trước khi mà ly dị ly thân, mà đối với cái việc mà cần thiết, thì trước khi mình kết hôn mình có thể đính hôn làm sao. Có nghĩa rằng là khi mình muốn lìa bỏ các dục bằng cách là đi tu thiền, đi xuất gia, mà mình không có đủ điều kiện, thì thôi thì mình chuẩn bị những cái điều kiện đó trước. Thì đó được gọi là đính hôn trước khi kết hôn. Còn với những cái mình muốn lìa bỏ mà tạm thời mình chưa bỏ được, nhưng mình phải chuẩn bị những cái điều kiện để mai này mình lìa bỏ nó, dứt khoát nó, thì được gọi là ly thân trước khi ly hôn. Nghe kịp chưa? Thì ở đây cũng vậy, thấy anh đã thấy được các dục nó là đáng sợ, anh đã thấy được các bằng thiền sắc và vô sắc nó là đáng sợ, anh mới lìa bỏ được nó. Anh mà muốn thấy được anh phải có tâm nhìn. Thì trong kinh gọi đó là thẩm như cái từ quý mang sa samatha sankha đấy. Thì bốn cái này nè, tôi nhắc lại một lần nữa, bốn cái thành tố hay là cái điều kiện này ở mỗi người khác nhau. Vì đích đến của ta có thể không giống nhau. Có nghe hiểu không ta? Alo, các vị có còn nghe không? Bốn cái thành tố này nè là dục căn tâm thẩm này nè, ở mỗi người khác nhau, vì đích đến của ta có thể không giống nhau. Làm sao? Là bây giờ tôi muốn trở thành chánh đẳng chánh giác thì coi như là tôi phải có những chuẩn bị cho nó thích hợp với cái tâm nguyện chánh đẳng giác. Tôi muốn trở thành một cái vị sơ quả để mà cho nó yên tâm, nếu mới cần đặt cái gì cao siêu, đặt cái sơ quả là tột mạng đó. Tức là đặt xong rồi chết liền cũng được nữa. Thì tôi chỉ phải có những chuẩn bị nó tương ứng, tôi không cần phải làm nhiều nha. Ví dụ như vậy, thì tôi muốn làm chuyển lưng vương đế thích cũng vậy, tôi cũng có những cái chuẩn bị tương thích. Thì như vậy thì ở đây bốn cái này ở mỗi vị khác nhau hết nha, vì cái đích đến không giống nhau. Mình thấy rằng thì là tất cả những người thiện, những hiền nhân trên đời này được gọi là thiện nhân, hiền nhân đều phải có bốn nghĩa tốt hết. Nhưng mà cái bốn nghĩa tốt của mà coi như là tu sơ sơ, tu đại khái, nó không giống như cái người miên mật tinh tấn thiết tha
nha. Mình thấy rằng thì là một vị sa di mà 7 tuổi đắc tu đầu quần cũng có 4 nghĩa túc. Rồi thì ngài Xá Lợi Phất cũng có 4 nghĩa túc, và Thế Tôn Chánh Đẳng Chánh Giác cũng có 4 nghĩa túc ở đây. Nhưng mà rõ ràng thì là cái tứ nghĩa túc của Thế Tôn không có giống như ngài Xá Lợi Phất. Và của ngài Xá Lợi Phất là vì sao vậy? Là vì cái đích đến của ba vị không có giống nhau, cho nên nó không có những chuẩn bị giống nhau. Nhưng mà về mặt tinh thần mà nói thì bốn cái này đều có đủ ở ba người đó, ở vị Sa Di 7 tuổi, ở ngài Xá Lợi Phất và ở Đức Thế Tôn. Các vị có nghe rõ hay không? Đúng là cái buổi giảng hôm nay nè, bây giờ tôi làm biến nó không giảng nữa đó, thì cái bài giảng vừa rồi đủ để cho các vị nghiền ngẫm buổi giờ quên đó. Tôi có thông báo trên Facebook đó. Thì tôi nói rằng thì là trong tháng này dứt khoát, dù sống dù chết, dù nắng hay mưa, dù thắng hay thua, thì mình cũng phải nói cho nó hết cái tinh thần bộ kinh. Là vì sao? Là vì là cái phần còn lại là hầu như là nhấn mạnh về 37 phẩm trợ đạo, đó là 37 bồ đề phẩm. Mà 37 cái này thì chúng tôi sẽ lần lượt và lần lượt từng bước giải thích. Và trong đó có nhiều thứ chúng tôi đã giải thích rồi nha. Thì quý vị làm ơn lương thiện một chút, cái nào tôi hỏi xong chưa, quý vị chỉ cần nói rồi là tôi mừng. Thì cái phần còn lại thì chỉ cần hiểu cái sườn thôi là quý vị lật ra, các vị sẽ là hiểu như là cái dướng chút rồi sau đó nó đi tuốt tuột tuột nha. Thì là đúng rồi, cảm ơn. Mà không phải là gấp cái gì, không phải là ma đuổi mà mình phải đi nhanh đâu quý vị. Nhưng mà tại vì tôi cũng có nghĩ thế này, mình lỡ hẹn nhiều quá rồi, cuối cùng thì bây giờ cái bộ tương ưng cũng đã xong 7.000+ bài kinh. Và tôi không phải muốn các vị học cho nhanh, học cho có, học cho rồi, học để trả nợ quý thần, không phải. Mà tôi có một cái tâm nguyện, đó là tôi mong rằng là cái lớp này có thể người vào nghe không có nhiều, có mấy bạn thôi. Nhưng mà cái phần ghi âm giữ là nó giúp cho rất là nhiều người mai này khi mà đọc kinh tạng làm ơn nha. Làm ơn là đừng có chơi fantasy, nó tội nghiệp chứ kinh lắm nha. Bởi vì y kinh giải nghĩa thì tam thế Phật quan này, ly kinh nhất tự là tức đồng ma thuyết. Mình coi như mình cứ giảng y chang như cái chữ mình thấy đó là nói oan hay chư Phật, bởi vì chư Phật đâu có nói gì đâu nha. Thì có nhiều bài kinh mà mình thấy rằng là không có đọc chú giải mà tôi phải nói quỵt tẹt một câu rất là khó nghe, đó là để đọc kinh tạng mà anh không có một cái nền tảng cơ bản về A Tỳ Đàm, cũng giống như bất tâm mà anh hoàn toàn mù tịch về duy thức, về trung quán, thì tôi e rằng anh khó về cứu các kinh luận kiểu mà Bát Nhã Hoa Nghiêm mà nói. Tôi nghĩ rất là khó, rất là khó nha. Nếu không muốn nói là không thể, bên đó không biết trung quán là gì, không biết là duy thức là gì thì chỉ có chết thôi nha. Thì bên đây cũng vậy, bên đây mà coi như anh không học A Tỳ Đàm đó, thì coi như anh đọc vô trong kinh tạng đó, thì một là anh không hiểu, còn hai là anh hiểu kiểu anh thì còn chết sớm nữa nha. Cho nên là tôi mong rằng mượn cái lớp kinh tạng này để tôi làm một cái chuyện mà nó có thể gọi là cái tâm nguyện cũng được, đó là mong cho bà con khi nghiên cứu kinh điển có một cái tinh thần trách nhiệm hơn. Trước là trách nhiệm với mình, sau là trách nhiệm với đời. Thế nhưng ai đó chỉ vô cái tủ kinh hỏi trong đó nói cái gì, nó cái này là trung bộ nè, trường bộ Thanh Di Đương tứ bộ đó, rồi trong trung bộ có 152, trường bộ có 34, tương ưng thì có 7.000+, rồi Thanh Di có 8.000+, thì họ không có mở ra bàn nó, đó tôi có nghe giảng cái chỗ này nó vậy. Các vị bây giờ vẫn có chồng vợ con cái nhà cửa, nhưng mà nếu mà nghe được cái lớp này thì trải qua thì trong vòng maximum là 10 năm thì cũng có thể lén lén chùm mền dỗ được với riêng mình là tôi đã nghe xong kinh tạng một cách đàng hoàng. Chứ còn mà cứ đi mấy chục năm trời mà mở kinh ra thì sợ kinh cắn, không dám đọc kinh, đọc không hiểu chùm mền ngủ thì uổng quá nha. Và tôi cũng phải nói một câu lòng phiền lòng vô số người, là cứ gặp mình là nhắc ma, cứ gặp tôi là khoe là quy y với hòa thượng này hòa thượng kia nha. Mà coi như không đầy cái lá me, nó có gì là lá mít, thì như vậy thì mình coi như mình phủ lòng các vị hữu công đường mới là đại tổ sư. Mà đồng thời bản thân mình cũng có lỗi, là bởi vì cái trách nhiệm học và tu là trách nhiệm của chung.
tất cả những người tin Phật, học Phật, chứ không có phải là tăng ni rồi là không có tóc thì mới học đạo, còn tôi tóc tai tùm lum rồi tôi không học là sai, là bởi vì trong cái cuộc trần gian sanh của cuộc trần sanh tử này đó, thì mà trên cái giường chết thì anh và tôi giống nhau, anh tóc lóc, anh cũng giống như tôi đầy tóc nha. Cho nên đó là tôi mong rằng nó làm bà con học hết được cái bộ tương ứng này, mình sẽ đi qua cái bộ thứ hai. Bộ thứ hai có thể 152 bài trung bộ, 34 trường bộ, hoặc là 9.000 mấy trăm bài tương ứng. Là trước mắt bà con làm một cái cuộc là trưng cầu, trưng cầu ý kiến nhỏ, rồi tôi sẽ lấy ý kiến đám đông. Ý kiến đám đông tức là bà con muốn học kinh dài, học kinh dài là dễ nổ. Nổ là sao? Nổ như là mình học 34 trên bài trường bộ thì mình dễ nổ, nó ô tôi học xong nguyên cái bộ đó rồi. Còn dài hơn chút là bộ tính là bộ của trung bộ cũng đủ dễ nổ, là mình học 152 nó mau lắm nha. Nhưng mà cái bộ tăng chi học khó nổ nhất là cái bộ đó tới 9.000 mấy trăm bài, nó hơi khó nổ. Cho nên là mong là bà con là học dò lại, tôi đã ghi rồi, bà con dò lại hai cái bộ gọi là nghiên cứu thánh pháp của ông Pháp Kiều với cuộc Việt Nam Thì Đàn của tôi nha. Hai quyển đó người ta thấy gọi là tham khảo song song. Còn lý do tôi không có recommend, không có đề nghị các vị quyển khác là lý do rất là dễ hiểu và là dễ thương lắm. Đó là đã lâu lắm rồi không có tin tức cập nhật về cái biên dịch ở trong nước. Cho nên chúng tôi không có biết ở trong nước là ai đã viết cái gì, soạn cái gì, dịch cái gì. Chúng tôi không có điều kiện, là bởi vì họ không có chịu báo tin bằng Facebook đã đành hồi xưa làm gì có. Mà thứ hai họ như họ cũng không có chịu post lên bài, cho đó mình cũng thấy, tôi không biết. Cho nên tôi hoàn toàn mù tịt về cái tình hình, nghĩa là nghiên cứu tình hình sách vở nghiên cứu trong nước, tôi không biết. Cho nên tôi chỉ đành giới thiệu cái gì tôi biết cách này. Đó là cái bộ của tôi và cái bộ của ông Pháp Triều. Pháp Triều là ông Ryan Nông Đình Hùng ở bên Cali. Cái quyển đó tôi thấy rằng rất là cần thiết, tuyệt đối là cần thiết. Quyển nó đầy đủ. Tôi ví dụ cho bà con hết hồn trai ra, ví dụ như bây giờ nói về năm chi thiền đi, mình muốn đắc thiền là anh phải bỏ năm triền, rồi anh phải có được năm chi thiền mới đắc sơ thiền được chứ. Thì có cái quan hệ nào giữa năm chi thiền và năm triền cải không? Thì những cái tài liệu mà lâm là những tài liệu đại khái là văn nhã cho vui đó, thì họ không có kỹ cái chỗ đó đâu nha. Hoặc là thí dụ như là những mấy cái tâm sở mà tịnh hảo tiến hành, ví dụ như là tịnh thân tịnh tâm, nhu thân nhu tâm, thuận thân thuận tâm, nữa mấy cái đó nó có cái tác dụng gì trong cái đời sống tu học của mình, thì những cái tài liệu mà đại khái thì họ không có rõ chỗ đó đâu nha. Mình môn đại khái mình học càng kỹ càng tốt. Đó là lý do tại sao chúng tôi chỉ nhắc đến hai bộ sách đó, thì mượn cái diễn đàn này để thưa rõ kẻo một số vị là hiểu lầm rồi buồn chúng tôi, thì chúng tôi giáo thì chúng tôi không muốn để làm buồn, hoặc là hiểu lầm ghê gớm mà nghĩ là có cái sự mà lựa chọn hạn chế đây, không có nha. Biết cái gì thì nói cái đó thôi nha. Ok, tiếp theo là cái kênh gì ta, căn ở đây đó là tiếng Pali là in trí giác. Cái chữ này mới ghê đấy chứ, cái chữ này đó tại sao ghê, là bởi vì có chỗ dịch là quyền, có chỗ dịch là căn, cho nên ngũ quyền hay là ngũ căn nó từ chữ Pali là Indriya. Mà cái Indriya này nó từ cái chữ Indra, nó từ Indra. Indra này có nghĩa là chủ thể, gọi là xếp xong, là xếp xong, gọi là đầu rồng, nó là đại ca. Đại khái cái nghĩa như vậy đó, nó là đầu rồng, nó là đại ca, anh trí mà từ anh đá, anh đá là xếp sòng, mà anh coi là xếp sòng, đáng được coi là chủ lực, thông thần chủ lực, trí giá là cái gì đó đáng được xem. Là
Thì cho nên các vị thấy trong tiếng Pali là có Indra, trong tiếng Sanskrit thì có chữ Indra, là chỉ cho vua Đế Thích. Đế Thích được gọi là Devanaminda, có nghĩa là thiên vương. Thiên vương có nghĩa là Devanang. Indra Devanang cộng với Indra có nghĩa là thiên vương, có nghĩa là vua của chữ thiên. Mà năm cái pháp này được gọi là năm pháp này được gọi là năm pháp đáng được xem là đầu tạo của cái công phu tu hành giải thoát. Đó là tính, tánh, niệm, định, tuệ. Tính là cái niềm tin. Thì chánh tính ấy, thì đưa ta về tính thì ngược lại. Có hiểu không ta? Alo, năm cái này nè, thì trước hết định nghĩa cái tính trước. Tính là cái niềm tin, mà cái chánh tính nó đưa ta về với chánh pháp. Còn tà tính thì ngược lại, nó đưa ta về với tà đạo nha, đưa về cái tà lao. Đưa về cái tà lao có nghĩa là ai nói sao thì mình tin như vậy, mà mình cũng cứ tin theo, thì nó gọi là tà tính. Một cái niềm tin nó phải đi với trí tuệ. Niềm tin phải đi với trí tuệ. Chứ còn mà trên đời này thiếu gì những cái lời mời gọi rao giảng tuyên truyền cái gì, thiếu gì, thiếu gì. Đừng có chọn hai cái này nó dính chùm nha. Thì sống đời sống nó bây giờ biết các vị, cái niềm tin nó là một cái thành tố tâm lý, gọi là chủ đạo, chủ lực đầu tiên có thể đó. Thế nên các vị có tin là mình làm được cái chuyện đó thì mình mới bắt tay mình làm. Còn cái chuyện đầu tiên các vị không tin nó gì đấy thì làm nha. Cho nên nó làm thâm hà nãy mình mới học về cái tứ nghĩa túc đó, thì cái đầu tiên là có cái muốn. Thì cái muốn và cái tin này nó không có rời nhau nha. Rồi cái tính tánh, tại cái cần nghĩa túc, anh muốn nỗ lực mà anh thiếu niềm tin cũng không được. Rồi cái thứ ba là cái tâm nghĩa túc, có lắm nhưng mà anh thiếu niềm tin cũng không được. Và cái thứ tư là cái thẩm nghĩa túc, là cái trí tuệ. Thì là cái trí tuệ đó, nó không thể nào tách rời niềm tin. Là vì sao? Là vì khi anh thấy rõ chuyện gì đó thì lập tức anh tin. Thí dụ anh thấy con rắn thì anh tin rằng trong miếng đất này có con rắn. Anh thấy cái mái nhà này nó được lập bằng lá thì anh mới tin rằng đây là ngôi nhà lá. Nói chung là cái niềm tin nó không có rời cái trí tuệ thì mới gọi là chánh tin. Còn cái thứ niềm tin mà nó do dựa vào những cái minh chứng, những cái bằng cớ mà tàu lao, thiếu cơ sở, thì cái đó gọi là tà tính, cuồng tính, mê tính. Nhớ nha. Cho nên nhớ là muốn là làm những gì chỉ đầu tiên của tính năng phải có tính quyền, tính căn. Rồi thứ hai là tánh, nãy giải rồi. Anh tin đó, anh tin lắm, anh muốn lắm, nhưng mà anh làm biến như là cái giống giải gì thì làm sao mà anh có thể đi đến đích. Anh phải siêng nha, anh phải siêng. Tinh tấn đến đâu thành công đến đó. Và tôi nhắc lại, anh muốn có được cái chưa từng có thì anh phải làm những việc mà anh chưa từng làm nha. Nỗ lực tới cái mức nào thì cái thành quả nó tới cái mức đó. Nhớ nha, đó là tấn. Bây giờ tôi nói ví dụ như bây giờ mình muốn hưởng ở cõi dục thì cái mức tinh tấn nó không giống như là cái người mà muốn về cõi phạm thiên sắc giới. Mà cái người mà muốn về cõi vô sắc thì họ phải có một cái nỗ lực khác cái phẩm thiên sạch giới. Và một người muốn chăm cái hoàn toàn sanh tử thì họ phải có một cái nỗ lực tương thích. Nhớ nha, tính tánh rồi niệm. Niệm ở đây làm sao? Niệm ở đây là quên đi. Tánh ở đây là có những trường hợp các vị thấy định nghĩa tánh là tức là chính cần nha. Chính cần cái này là thận từ tu bảo, nhớ nha. Đó là nói rộng nó đủ. Còn mà nếu mà nãy nói kiểu từ nãy giờ là nói chung chung, nó đại khái, nó qua lo, nó chùa qua. Còn nói chính chó cho đầy đủ gọi là tính, là niềm tin.
tin diệu và trí tuệ. Mà niềm tin đó, tôi tính lướt qua mà tôi thấy cũng ổn, tôi quay nó lại cho bà con nghe. Cái niềm tin mà có trí tuệ nó gồm có nhiều cấp. Niềm tin mà có trí tuệ dục giới thôi, trí tuệ đại thiện nó khác. Mà niềm tin mà nó đi với cái trí tuệ thiền chỉ ấy, tức là sắc giới và vô sắc nó khác. Tức là một người có thành tâm, có đắc chứng thiền định, thì họ hiểu một số vấn đề mà cái người không đắc thiền không thấy được. Rồi cao nhất là một người, cái niềm tin của một người mà có tu tập tuệ quán, cái niềm tin của một người mà chứng thánh trí, thì cái niềm tin nó khác, bởi vì nó được hỗ trợ bằng một thứ trí tuệ cao hơn. Tánh cũng vậy, tánh cũng vậy. Có nghĩa là tùy vào những cái thiện pháp mà mình có, mà cái sức tinh tấn của mỗi người nó khác nhau. Tùy vào cái vốn liếng thiện pháp của mình, tùy vào cái mục đích mà mình nhắm đến nha, mà chúng ta có cái sức tinh tấn khác nhau. Và cái thứ ba là niệm. Chúng ta phải nói rằng thì là nó một cái nội tâm mà không có chánh niệm, nó biến chúng ta thành ra là một cái xác chết rồi mà chưa có chôn, làm sao chúng ta đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt xê dịch, gãi đầu vén tóc, nháy mắt nhếch môi mà không hề biết, thích thì cứ làm mà không hề biết. Bao nhiêu năm rồi mình sống như là một cái xác chết chưa có chôn. Mà cái chánh niệm là gì? Chánh niệm nó là cái khả năng tỉnh thức nha, khả năng tỉnh thức. À, không có tu nha, chỉ ngồi bàn thôi, bàn cho vui thôi, thì mình thấy niệm nó là một cái gì đó, thứ nhất là nó xa vời, thậm chí khó hiểu, không biết niệm là kỳ thì nghe nó làm gì, biết này nó có gì đâu hay, mà nó quan trọng đến cái mức mà Đức Phật ngài đã dành hẳn một cái vị trí rất rất là quan trọng cho chánh niệm. Nhưng mà có thực tập các vị sẽ thấy toàn bộ những cái rối rắm tan thương đau khổ máu lệ trong cuộc đời này nó được khởi đi từ những con người thất niệm. Trí tuệ từ tâm kham nhẫn hành xả, khó không thể, nó phải khó mà không thể có ở một người sống thất niệm. Một cái người không biết mình đang làm gì, đang nói gì, đang có cái gì trong đầu, nhớ nha, nhớ. Cái thế giới này nó tan thương như hôm nay mình thấy là toàn là bởi những cái kẻ sống mà coi như là một cái xác chưa có chôn, coi là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt mà không hề biết mình đang làm cái gì nha. Chánh niệm quan trọng lắm. Anh sống chậm lại một chút, anh quan sát, anh nhìn bản thân anh á, anh quan sát anh mới thấy nó nhiều cái chuyện nó ly kỳ lắm. Thứ nhất, anh không có ngờ con người của anh nó gian ác như vậy, anh không có ngờ con người anh nó tham lam, nó ham hố như vậy, anh không ngờ anh ngu như vậy, anh không ngờ anh vô minh, anh tà kiến như vậy, anh không ngờ con người anh nó tiểu nhân, nó nhỏ mọn, nó hèn hạ, nó hạ cấp như vậy. Mà nhờ anh thấy anh tào lao á thì anh mới đi đổ rác được nha. Anh không thấy anh là thùng rác thì làm sao mà anh có thể đi đổ rác. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là cái cơ hội để quan sát thấy mình là một cái thùng rác nha. Nó đã vào cái gì đó đang cố định. Các vị nghe kịp không? Niệm là sự tỉnh thức theo dõi quan sát mọi sự một cách linh động, nó ra sao thì biết như vậy, thì thấy ghi nhận như vậy. Còn định là sự tập chú vào một cái gì đó cố định, cố định. Ngay cả tôi ví dụ, kể cả mình đang quan sát cái hơi thở ra vô thì mình chỉ dán cái tâm mình vào cái hơi thở ra vô, không hề nghĩ cái gì hơn nữa, không thể biết cái gì, không phải nghĩ mà là biết, không thể biết gì hơn nữa. Còn niệm là cái sự tỉnh táo biết rõ, biết rõ. Bây giờ tôi ví dụ thôi, từng bài giảng tôi mới giảng ngày hôm qua mà tôi nhắc lại cái ví dụ đó. Thì gọi nó là định,
mà mình đang giữ em á, thì đó gọi là niệm. Các vị có nghe kịp không? Mình đang lễ ra thì nó gọi là định, làm tập trung vô mũi ca mình lấy nó ra. Còn đang giữ em có nghĩa là coi thằng nhỏ nó bò đi đâu, rồi nhìn quan sát nét mặt của nó, coi có cần thay tả lúc này hay không, tại sao nó khóc, nó lại vừa làm xấu xong nó khóc, hay là nó đói bụng nó khóc, nó bị ngứa nó khóc, hay là nó cần mình bồng mình nịnh mình hôn nó mới khóc, mình chưa biết, phải quan sát. Cho nên nó là chánh niệm là coi em. Phía Việt Nam nhiều dân miền Tây nó thì coi em như là coi là baby sick. Còn cái định nó là mình lễ gai, nghĩa là mình tập chú vào cái công việc duy nhất, đó là mình chăm chú cái mũi gai nằm đâu mình nhổ nó ra nha. Tôi tạo ví dụ như vậy. Còn bà con nghĩ rằng cái ví dụ nào khác hay hơn thì cứ nghĩ nhìn kỹ như vậy. Một cái là tập chú vào cái cố định, theo dõi một cách sinh động cái mà nó đang di động. Còn tuệ nó là gì? Tuệ đây nó gồm có nhiều cái định nghĩa, nhưng mà định nghĩa mà coi như là vắn tắt ngắn gọn nhất đó là tuệ. Đây là gì? Trí là cái hiểu biết về nghiệp lý, rồi nhân quả và cái tam tướng, đó gọi là tuệ. Hoặc hiểu biết về duyên khởi, về bốn đế cũng là định nghĩa tương tự. Nghe cái tên thì khác, thì nghĩ là một. Nhớ nha, không bao giờ có chuyện một người hiểu được bốn đế, hiểu được lý duyên khởi mà lại mù tịch về tam tướng, mù tịch về nghiệp lý. Và bà con ở đây nên nhớ dùm một chuyện là có nhiều người Phật tử nói là quy y với thầy này thầy nọ, nhưng mà họ không có hiểu được cái chuyện nghiệp báo và cái chuyện nhân quả nó khác nhau cái gì. Ở đây trong trung mình có phân biệt được cái này không? Nghiệp báo là nói đến khía cạnh thiện ác, còn cái nhân quả là nói chung là cái gì có tác động và phản ứng. Tôi gõ ngón tay lên mặt bàn thì cái động tác gõ đó là nhân, và cái tiếng động nó là quả, thì đó gọi là lực nhân quả. Có cái tạo, có cái tác động và có cái phản ứng. Còn cái nghiệp lý là khác. Nghiệp lý này là nó mang cái, là tôi đang muốn nói đến, cũng là nhân quả, nhưng mà nó mang cái, nó đang nhắc đến cái cạnh thiện ác trong đó. Ví dụ như bây giờ cái cây cầu mà nó được làm bằng cái thứ vật liệu quá là dở, quá là rẻ tiền, thì nay mai nó bị sập, thì đó là vấn đề nhân quả. Cái nhân là do người ta rút ruột vật tư, vật liệu. Còn cái quả là cái cầu nó bị sập. Chỉ riêng ở đây về mặt tích nhất, về mặt máy móc vô tri, mình vẫn có thể gọi nó là vấn đề nhân quả. Tự nhiên cái lá nó đã nằm trên cây đủ ngày đủ tháng thì bây giờ nó rụng, đó là nhân quả. Còn cái nghiệp lý là gì? Nghiệp lý là nó cũng là lực nhân quả, nhưng mà trên chúng sanh, trong chúng sanh, chung quanh chúng sanh. Ví dụ như bây giờ tôi làm ác thì tôi bị đọa, tôi làm thiện thì được sanh thiên. Thì cái đó được gọi là nghiệp lý, nhớ nha. Thì cái trí tuệ ở đây là gì? Trí tuệ ở đây là biết rõ về nghiệp lý. Thứ hai là biết rõ về tam tướng. Tam tướng, biết rõ về nghiệp lý là sao? Biết rõ về nhân quả, nghiệp lý là sao? Có nghĩa là nhân nào thì nó sẽ cho ra cái quả tương ứng với cái nhân đó. Làm lầm nó thì được vui, làm ác thì bị khổ. Thì này rất là tự nhiên. Cái dòng điện đó mà nó chạy vô trong đó thì sẽ tạo ra hơi lạnh. Dòng điện đó mà nó chạy vô cái chỗ đó thì nó ra máy sưởi, cũng là điện thôi, mà nó đi vào đây thì nó ra là cái hơi lạnh, mà nó chạy vô cái máy sưởi thì nó ra cái hơi nóng. Đó là chuyện những nhân quả. Chuyện đó ở đây không có yếu tố thiện ác, không có yếu tố đạo đức ở đây, mà nó chỉ là chuyện rất là khoa học. Rồi còn cái về cái lý tâm tướng là sao? Vạn pháp do duyên mà có rồi phải bị mất. Cái chuyện này là chuyện đương nhiên, phải hiểu như vậy nha. Khi mình hiểu rằng mọi thứ do duyên mà có là mình bỏ được cái đoạn kiến, mà mình hiểu rằng có rồi phải bị mất thì mình bỏ được cái thường kiến. Quan trọng lắm, này quan trọng lắm nha. Thì cái trí tuệ đó, cái trí tuệ mà gọi là về nhân quả và tam tướng được gọi là tuệ quyền hay là tuệ căn, nhớ nha.
Mà một người mà muốn gọi là an lạc trong trong cái tai cõi nhân thiên, hay là muốn đạt thì tuyệt đối không thể nào thiếu được hai cái loại trí này. Mà hai trí này được gọi là chánh kiến trong mắt chánh đạo được quý vị. Đây cái trí thứ nhất gọi là kamasakata nhà nát đó là cái trí vì nghiệp lý, rồi cái trí thứ hai là cái trí tâm tướng, đó là cái thứ hai là vipassana nghe nè, gọi là cái trí tuệ quán thấy tam tướng trong cái danh sách đó, thì hai cái trí này gọi là tuệ nguyện nha. Còn cái thứ mà mình đi học 8 cái bằng cấp, 15 cái chứng chỉ, mình nói 17 cái thứ kiến nha, thì cái đó đó là cái trí gọi là thế trí. Cái đó gọi là trí về pháp tục đế, chứ không là trần đế. Cái trí đó nó có thể làm cho mình gọi là sung sướng đời này, nhưng mà đời sau cũng chắc nha. Và trong kinh Đức Phật Ngài dạy rất là rõ, trên đời này có những người mù mắt, có những người chột mắt, và có những người sáng mắt. Những người mà gọi là mù mắt là không có cái khả năng về đạo, mà cũng không có khả năng về đời, gọi là mù mắt. Còn cái người chọc mắt là người chỉ có cái khả năng về đời nhưng mà không có khả năng về đạo. Còn cái người sáng mắt là cái người mà có thể sống, đời sống tại gia cũng ok, mà đời sống gọi là giải thoát thánh hạnh cũng ok. Nhớ nha, đó gọi là ba cái người: mù mắt, sáng mắt và chọc mắt. Rồi thì tiếp theo là để coi năm quyền tới năm lịch. Năm lịch cũng y chang như vậy, cũng là năm cái đó, nhưng có lúc ngày gọi đó là năm cái sức mạnh. Gọi là năm quyền vì nhắm đến cái khía cạnh đầu tàu của chúng. Gọi là năm lực vì nhấn mạnh cái khía cạnh năng lượng của chúng. Năng lượng hay là cái lực đẩy, năng lượng hay là lực đẩy nha. Năng lượng hay là cái lực đẩy, có hiểu không ta? Có nghĩa là cũng năm cái đó, nhưng có lúc thì kêu gọi là năm quyền, có lúc thì kêu năm lực. Là bởi vì khi kêu năm quyền là mấy ngày nhấn đến khía cạnh đầu tàu của nó. Còn khi nào mà ngày muốn nhấn mạnh cái khía cạnh là năng lượng á, cái cạnh năng lượng, cái cạnh mà lực đẩy, thì ngày gọi là năm lực. Vậy vậy thôi. Rồi tiếp theo là giác chi. Cái này cũng mệt mỏi, giác chi. Các chị kể cho tôi 7 cái giác chi được không? Alo. Bây giờ học qua kinh giác chi ha. Thứ nhất là giác chi là sao? Giác chi là post chân gác. Post chân gác. Tôi nói cái này bà con giận nha, mà không nói là không có được. Bởi vì bà tôi nói ra bà con giận, mà tôi không nói là tới thì tôi giận nha. Cho nên thà để quý vị giận. Là đi chùa ha, quy y mấy chục năm, mà coi như hỏi cái bác chánh đạo là cái gì mà ám ma ám mớ, giống như câm mà ngậm kẹo đó, là nó kỳ dữ lắm. Tại vì mình muốn giải thoát sanh tử, mà hỏi gì chú thất giác chi bác chánh đạo mà mình ám ma ám mớ, thì tôi nói là nó giống mà hỏi mình mà mình cứ như câm ngậm kẹo. Câm là nó nói không ra, là còn ngậm kẹo nữa là nó kỳ dữ lắm, đi không. Thì mà nhất là quý vị biết, các vị có dịp mà gặp giáo dân cơ đốc, mình tủi mình nhục lắm. Bởi cho nên đó là người ta nói theo Phật tử, theo Phật giáo gọi là Phật tử, mà theo Công giáo gọi là theo Công tử, là gọi là Công tử, thế cũng có lý chứ phải không? Là bởi vì mình thấy là mình giáo dân là coi như là nó là coi như là nó mình 10 tuổi 12 tuổi mà hỏi về và thánh kinh, nó trả lời róc 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 róc. Còn mình đó thì coi như là cái đạo mình là đạo tự giác, nên đó là ai cũng thòng học á. Mà nó có hai hạng: hạng thứ nhất nó ai hỏi mình nó không biết thì nó đỡ, còn cái hạng thứ hai không biết mà nói bừa nó còn hại đời nữa, hại bạn nữa nha.
Thì cái thất giác chi này nó từ cái ngữ căn là chữ put, có nghĩa là biết. Mà từ, xin lỗi, từ chữ put. Rồi từ đó nó mới ra là cái chữ put thác, hay là cái chữ bót chá, cũng nghĩa là hiểu biết. Mà cái chữ ăn gá đây đó trong tiếng Hán gì là chi. Nhưng mà nó, cái này là ôm từ điển mà dịch. Chứ nếu mà hiểu nghĩa mà dịch đó, thì chữ ăn gá đây nó còn nhiều nghĩa. Nó có nghĩa là cái điều kiện. Ăn gá đây nó là cái điều kiện. Ăn gá đây là điều kiện. Dạ, làm ơn nhớ dùm cái đó. Ăn gá này là điều kiện, nhà có săn gá là cái điều kiện, điều kiện để mà dẫn đến giải thoát, giác ngộ. Thì tôi nói rồi, có lúc Đức Thế Tôn Ngài nói rằng cái điều kiện giải thoát là gồm bốn cái, là tứ như ý túc. Rồi có lúc Ngài nói cái điều kiện giải thoát nó là tính tấn định định tuệ. Có lúc Ngài nói là tứ niệm xứ, có lúc Ngài nói là tứ chánh cảnh. Rồi có lúc Ngài nói là thất giác chi, mà có lúc Ngài nói là bạch thánh đạo, có lúc Ngài nói là tam học. Nhưng mà nếu quý vị hiểu cho nó tới nơi tới chốn thì mấy cái này nó giống nhau y chang nha. Dạ, giống nhau y chang. Giống nhau y chang. Không bao giờ có chuyện một người tu tập bốn niệm xứ ngon lành mà là thiếu thất giác chi. Mà không bao giờ có một người tu tập thất giác chi ngon lành mà là bị thiếu sót về bát chánh đạo thì nó không có. Không bao giờ có. Mặc dù chi pháp mình kể ra thì nhất là dân mẹ thì đà mà gọi là, tôi gọi là dân mọt sách đó. Một sách đọc mà cũng tiêu quá đó, thì họ thấy rõ ràng chi pháp nó khác nhau ngàn trùng. Nhưng mà anh yên tâm nha, anh cái tu số 7 này ngon lành nên là tôi hứa với anh là cũng số 8 anh không có thiếu nha. Mà anh tu cái tâm học đàng hoàng đó, thì coi như số 8 không thiếu, số 7 không thiếu, mà kể cả số 5, số 3 cũng không có thiếu, nhớ nha. Cho nên cái này thấy cái chi đầu tiên nó là cái chi, nó là niệm giác chi. Niệm giác chi, một người không có biết đạo, không có biết Phật pháp là gì hết, không? Ngu như con bò, ha? Thì trong lòng của họ nó vẫn có niệm. Niệm là gì? Niệm tức là cái sự ghi nhận những gì nó đang diễn ra. Mà khổ một chỗ là khi mà họ là người thiếu trí tuệ, thiếu thông minh mà lại không biết Phật pháp nữa, họ không phải là hành giả. Cái niệm của họ nó có để, nó có chỉ là mà trên mặt kỹ thuật thôi. À, nó cũng giống như là ở trong một cái hộp đậu nành, thì trong đó nó có protein, nó có canxum, nó có cái này cái kia trong đó. Nhưng cái có đó không có nhiều nha. Nhưng mà nó có để làm việc thôi, nó có trên cái cạnh là cái chức năng đây nha. Nhưng mà cái niệm giác chi là sao? Cái niệm giác chi là cái niệm mà của cái người tu chính đạo giải thoát, tức là tu bốn niệm xứ. Để tu bốn niệm xứ mà ngay cả một cái vị đã nhờ bốn niệm xứ mà chứng quả chứng thánh trí thì họ vẫn tiếp tục sống trong cái niệm giác chi nói riêng và thất giác chi nói chung nha. Niệm ở đây có nghĩa là phải liên hệ, niệm ở đây phải gắn liền với bốn niệm xứ mới gọi là niệm giác chi, nhớ nha. Còn cái niệm mà của cái người mà coi như là không biết đạo, không có biết cái gì hết thì không phải. Ngay cả việc Phật học giác, Ngài không có học giáo lý từ vị chánh đẳng giác, nhưng mà khi mà Cà La Pa La Mật chính mùi thì cái giây phút mà Ngài chứng quả đọc giác thì Ngài cũng đi đúng lại cái con đường của 37 phần trợ đạo, 37 bộ địa phận, 4 bát giác, nhớ nha. Chỉ đúng thì phải nhớ cái đó. Trên cái niệm ở đây đó là cái sự tỉnh thức ghi nhận danh sắc nó đang diễn ra như thế nào. Như thế nào tôi đã nhớ, tôi định nghĩa mà không biết là bà con còn nhớ không. Niệm giác chi này phải giảng chung mới được. Niệm giác chi là no win. How is? Còn cái trạch
giác chi á là knowing. What is? Niệm giác chi là biết rằng thân tâm này nó đang làm việc gì, nó đang ra sao. Còn cái trầm pháp giác chi là trí tuệ, nó biết thân này là cái gì. Không biết bà con có phân biệt hai cái này không? Một cái biết rõ cái thân tâm này nó đang ra sao, nó đang như thế nào, nó khác. Còn nó là cái gì thì khác nữa. Ví dụ như bây giờ trầm pháp giác chi nè, trầm pháp giác chi là biết rõ đây là con của mình hay là con của hàng xóm. Đó là trầm pháp giác chi. Nó là trai hay là gái, con mình hay là con hàng xóm. Còn cái niệm giác chi là biết rõ thằng nhỏ này nó đang ngủ hay là nó đang bò. Alo, các vị có biết có phân biệt hai cái này hay không? Ngủ hết rồi, ngủ hết rồi, ngủ cả làng rồi. Cái tâm pháp giác chi là biết rõ danh là gì, sắc là gì, thiện là gì, ác là gì, cái này là không nên nè, cái này là cần thiết nè, để gọi là tập pháp. Còn cái niệm giác chi là biết rõ nó đang hoạt động như thế nào. Hai cái khác nhau. Sớm còn một bên biết rõ nó đang ngủ hay là nó đang bò lõm ngõm trên cái sàn nhà, để gọi là niệm. Hai cái khác nhau. Rồi thì hai cái này được gọi là cái yếu tố giác ngộ hay là cái điều kiện cần có của lý tưởng giải thoát, là bởi vì tôi đã nói rồi, niệm thì mình chỉ là những cái xác chết chưa có được chôn, có nghĩa là đi đứng nằm ngồi ăn uống nhai nuốt là hoàn toàn là diễn ra, nó hoàn toàn là hệ quả, nhưng mà hầu như là như vậy, hầu như là chúng ta không có cái tỉnh táo, không có tỉnh thức, có nghĩa là vừa ăn cơm vừa coi phim, vừa ăn cơm vừa nói chuyện, vừa ăn cơm vừa nghĩ tào lao tương tư. Tôi nhớ có ở trong Ngữ Lục tôi có câu chuyện một cái vị cư sĩ hành giả đến hỏi vị thiền sư, vậy chứ con thiệt bụng con cũng muốn biết cái ông thánh, người mà liễu đạo á, trong đời sống bình thường họ có khác cái người mà phàm phu hay không. Thì ông thiền sư nói thì phàm phu đói ăn khát uống, mệt nằm nghỉ thì thánh nhân cũng đói ăn khát uống, mệt nằm nghỉ vậy chứ khác khác cái gì. Đang quay phim chụp hình thì cũng giống nhau chứ không khác gì hết á. Thì ông cư sĩ hỏi, ủa như vậy thì con tu làm cái gì, đi tu cho đã rồi tha là phạm thánh giống nhau. Thì ông thầy em nói thì nó giống là giống như chủ quay phim chụp hình thôi, nhưng mà nó khác chỗ vậy là cái phạm vu nó ăn mà nó không biết nó đang ăn, nó ăn mà nó nghĩ đến uống, mà nó uống nó nghĩ đến lúc nó ăn đó. Còn thánh nhân thì ăn biết là ăn, uống biết là uống, làm cái gì biết cái nấy, và không có sống ở trong cái sự ngộ nhận đó. Nó khác nha cái chỗ đó. Đức Phật ngài cũng đi đứng nằm ngồi như mình, nhưng mà ngài không có thất niệm, ngài chánh niệm liên tục và liên tục. Nhưng mà phạm phu mình thì không, lúc ăn nghĩ đến lúc uống, lúc uống nghĩ đến lúc ăn, đại khái như vậy, ví dụ như vậy đó. Cho nên cái chánh niệm nó quan trọng ở một điểm nữa, đó là khi mà anh không có tỉnh thức, anh không có nhận diện được những gì nó đang xảy ra, nó đang diễn ra, anh không nhận rõ anh đang như thế nào, thì đó chính là cái ổ, nó là cái môi trường, nó là cái điều kiện cực kỳ thuận lợi cho mấy cái tào lao nó xuất hiện. Và tôi đã nói là bao nhiêu bao cái bi kịch tai ương máu lệ trên đời này, nó đều là khởi đi từ cái chuyện là người ta sống thực nghiệm, chưa nói đến trí tuệ, chưa nói đến từ tâm. Chỉ cần mà cái khoảng mà anh sống mà anh không có để ý anh đang như thế nào đó, thì đó là cái họa cho người ta rồi nha. Đó quan trọng lắm. Trên cái người mà gọi là tu tập giải thoát, chuyện đầu tiên là phải có cái niệm mạnh, có cái niệm mà niệm là phải gắn liền với là niệm xứ là sao, có nghĩa là niệm mà biết rõ là cái danh của mình, danh tức là cái tâm pháp đang ra sao, cái sắc pháp nó đang ra làm sao, và tùy thuộc vào cái trình độ trí tuệ, tùy thuộc vào cái khả năng ba la mật parami nhiều đời của mình, mà cái sức ghi nhận của mình nó tới đâu, ghi nhận kiểu nào. Nhớ nha, cái này quan trọng nha, ghi nhận tới đâu và ghi nhận kiểu nào. Bởi vì chúng ta thấy rằng vàng á, thì trên thế giới thì nhiều người sở hữu được lắm, nhưng mà tôi biết có người thì họ chỉ sở hữu vàng chính thôi. Chính đây có nghĩa là chính character, là chủ yếu là đậm. Có
người thì vàng 12, bên châu Âu mới có, bên Mỹ mới có vàng 12, rồi lên đến vàng 14, rồi có người cũng vàng mà vàng 18, rồi có người thì là vàng 24 nha. À, thì cái đây niệm với trang như vậy, tùy vào cái trình độ của mỗi người, tùy vào cái công đức phu tu hành nhiều kiếp nhiều đời của mình, mà cái khả năng niệm của mình nó tới đâu nha, nó tới đâu đó là. Nhưng mà tự chung lại mà nói thì anh không thể nào được hiện tại lạc trú an lạc nhãn tiền à, trước mắt hoặc là chứng thắng nếu anh sống thất niệm. Chuyện đó không bao giờ có nha, anh không thể nào sống an lạc được. Anh có nghèo cỡ nào, anh có bệnh hoạn, anh có xấu xí, anh có bất hạnh, anh có bị đời nó ghẻ lạnh cái nào, nhưng mà hứa với tôi anh sống trong chánh niệm thì tôi tin anh có được sự an lạc. Mà tại sao tôi nói phải dài dòng như vậy? Bởi vì thật sự mà nó bắt đầu tôi sợ chết rồi. Và tôi thấy mình không có cái đời sống nào nó an lạc, nó an toàn cho bằng đời sống với cửa chánh niệm hết nha. Anh phải chánh niệm thì anh biết rõ cái gì nó đang xảy ra, anh mới kịp thời đối phó được nha. Đó gọi là niệm giác chi. Thứ hai, trạch pháp giác chi là mình biết rõ cái gì nên và cái gì không nên, biết rõ cái nào thiện, cái nào ác. Phải có những trường hợp đen nó là bất thiện của trắng, nhưng có những trường hợp lên một chút nữa trắng nó là bất thiện của màu xanh. Có nghĩa là nó cần phải bỏ đi, nhưng mà có một đi lên một bước nữa mình thấy xanh nó cần phải bị bỏ đi để lên tới màu vàng. Mà có lúc mình thấy vàng nó là cái bất thiện cần phải bỏ đi để mình lên tới cái màu nâu. Thí dụ như vậy, không biết Trung nói đâu Trung có hiểu kịp không? Trung có nghe kịp cái này không? Có nghĩa là hồi đầu mình chỉ biết có một thôi, có thể biết một thiện một ác thôi, nhưng mình lên tu lâu ngày mình mới phân biệt trường hợp này cái này nên mà cái này không nên. Tôi có thể chứng minh như thế này. Thí dụ như có một hồi mình thấy bố thí nó là chuyện rất là hay, nhưng có lúc mình thấy rằng mình đang ngồi thiền mà cái lòng mình cứ nghĩ ngày mai mình sẽ tăng, rồi tháng sau mình gửi tiền, rồi tháng tới mình đi hành hư, ví dụ như vậy. Thì lúc đó cái trí tuệ nó cho mình biết là không tập nha, không phải lúc này là cái lúc nghĩ đến chuyện đó. Mặc dù bố thí là chuyện tốt, nhưng mà ngay bây giờ là cái cảnh của mình chỉ là cảnh danh sạch thôi, đó quan trọng lắm nha. Đấy gọi là tập pháp giác chi. Và chưa kể là đối với hành giả mà tu tập niệm xứ đến cái giai đoạn là đạo phi đạo tri kiến tịnh thì hành giả biết rất rõ rằng tại sao mà lúc này cái trí mình nó sáng hơn ngày xưa, tại sao cái niềm tin của mình lúc này nó mãnh liệt đến mức mình có thể dám chết cho tam bảo. Là Đức Phật mà xuất hiện trước mặt là mình lăn đung ra, mình nằm dưới đất, chân này dẫm lên mình cũng sẵn sàng chết, không còn ngán. Có lúc mình thấy tự nhiên cái sức tinh tấn của mình nó có như có thể dơ non lấp biển được. Thì hành giả phải biết rằng đây là tùy tiền đạo quả, vipassana vipassalesa. Bởi vì nếu không hành giả ngộ nhận là mình đã đặt dạ tu thiền quán tứ niệm xứ rồi, mà nó có nhiều cái cũng rùng rợn lắm nha. Chứ chưa nói tu thiền chỉ, tu thiền chỉ mà có thành thông là coi như là còn đã nữa. Còn tu thiền quán mình có những cái trường hợp rất là lạ, ví dụ như mình sống chánh niệm lâu ngày trí mình nó bén, mình hiểu ra nhiều cái chuyện mà trước đây mình không hiểu nổi, và bây giờ mình thấy mình thông minh đến cái mức mà gần như trở thành một con người khác. Mình thấy cái đạo tâm của mình nó mãnh liệt hơn ngày xưa, như là mình đang trở thành một con người khác. Mình thấy cái sự tinh tấn của mình bây giờ nó ghê gớm, như là mình đã trở thành một con người khác. Cái đó là mình nghĩ cái này là chỉ có thánh thôi, chỉ còn phàm mà là sao mà nó đã đời như vậy được. Nhưng mà không, cái đó là một cái cám dỗ của thiền quán nha. Thậm chí có những hành giả họ theo dõi danh sách một thời gian, họ có cảm nhận hình như là họ đang lơ lửng trên không. Họ thấy hình như họ nhắc mình nó bay. Có hành giả thấy hình như mình đang phát quang, đang tỏa sáng, dễ sợ như vậy đó. Thưa quý vị, thưa quý vị, có hành giả họ lúc đó họ tu một thời gian chỉ về quan sát cảnh sắc thôi, mà họ thấy làm như sóng vỗ vào bờ, đánh làm ấp ấp vào người của họ. Có người họ thấy gần như có một cái làn nước ấm, ở một làn nước mát lạnh nó tuôn chảy từ đến đầu họ xuống. Có người họ thấy là cái cơ thể của họ nó lúc bây giờ giống như là được ngâm ở trong nước vậy, mát lạnh toàn thân, ví dụ như vậy. Thì những cái đó là những cái mà hành giả cần phải vượt qua. Mình phải biết rõ đây là trạm dừng để đi tới, trạm dừng mà mình phải vượt qua, trạm dừng mà mình phải nhìn thấy ít nhất một lần trong cái hành trình tu tập. Mà đã là trạm dừng thì nó không phải là đích đến. Nhớ nha, trạm dừng không bao giờ là đích đến. Nhà ga chỉ là chỗ mình ghé lại để mình đi về nhà, chứ không ai mà sống ở trong nhà ga từ ra mấy cha homeless. Nhớ nha. Cho nên là đó là trạch pháp giác chi, biết rõ cái này là ác, cái này là thiện chưa đủ,
mà đi lên một bước nữa, biết cái này là lúc này là nam, lúc này cái này là cái không nên nha. Tức là tập pháp thì chỉ cái niệm cần, cần nhất chi là sao, là sự tinh tấn. Tinh tấn, tinh tấn ở đây thì cũng trở lại định nghĩa căn bản đó là cứ tinh cần đó. Tinh cần tức là sự nỗ lực loại trừ ác pháp và phát triển thiện pháp. Kể ra thì nghe nó từ chương nó mệt lắm, nhưng mà nói vậy thì nó dễ nuốt hơn. Tức là bất cứ lúc nào mình không có cái sự buông xuôi, không có sự điếng lười, thì lúc đó được gọi là sự có mặt của tinh tấn nha. Chứ còn mà cứ đè trong kinh ra mà nói hoài thì tôi ngán quá đi. Cái gì đâu mà thân cần là cố ý ngăn ác chưa có, trừ cần là trừ ác đang có, nói gì nó mệt lắm. Mà khi mình học đạo mà học theo cái kiểu như vậy đâu có gì biết không, nó phản cảm. Mình bạn bản thân mình phản cảm, mà mình giảng cho người ta nghe người ta cũng phản cảm, rồi người ta không muốn tu nữa. Mà đôi khi mình nói mềm, nói gọn hơn chút cho nó dễ nuốt, cái gì biết không. Có nhiều khi tôi yếu người quá, tôi thấy cơm nó khô, tôi mới đổi qua cơm nhão, mà cái nhão nó ngán quá, tôi mới đổi qua cháo, mà cháo đặc quá tôi cũng hơi quợn, tôi đẩy qua cái cháo lỏng. Mà lỏng quá nó ngán, lẫy con tôi ăn bị gấu luôn. Nhưng mà đại khái làm sao mình cho nó dễ nuốt nha. Ok, thì coi như là cái cần giác chi ở đây nó có nghĩa là cái sự, nghĩa là giây phút nào mà ta còn có đủ cái nhiệt huyết, còn đủ cái hào hứng để mà đi tới. Giây phút nào mà ta không có ý bỏ cuộc, buông xuôi, trùng chân thối bước, thì giây phút đó được gọi là sự có mặt của cần giác chi. Đấy. Còn hỷ giác chi là sao? Hỷ giác chi nó là giai đoạn tiền đề, tiền trạm của tỉnh giác chi. Tại sao gọi là tiền đề, tiền trạm? Có nghĩa rằng đó là hành giả phải có được những cái sự, phải có được cái niềm vui, cái gì vì tí nữa, vì tí nghĩa đen là uống. Nghĩa đen là uống là sao ta? Có nghĩa là ăn, muốn cho ăn cho no nó lâu hơn là uống, muốn cho no nó thì uống nó nhanh hơn là ăn. Đó. Mình làm cái ức không cần nhai, còn cái mình ăn dầu gì cũng phải có cái qua cái giai đoạn nhai mới gọi là ăn, còn cái uống là không cần nhai. Đó. Mà cái hỷ này thì là hỷ ở đây có nghĩa là cái trạng thái, các ngài dịch cái chữ ngày xưa thì định sự dịch là no vui. Có nghĩa là thấy đủ rồi, người vui quá ăn được, cái người biết không, giận quá ăn được đúng, người mình vui quá ăn cũng được. Thì đây là cái niềm vui của cái người mà tu tập. Niềm vui của người tu tập thì được gọi là hỷ. Thì hỷ nó có nhiều loại, nãy tôi có nói rồi, hỷ là sung mãn hỷ là nghe toàn thân thấm đượm nước mát, hải triều hỷ là nghe giống như là sóng biển vỗ từng hồi, kinh thân hỷ là nghe giống như là mình lơ lửng lên, nó phê, nó lơ lửng nhẹ hiều, gọi là vượt ngoài cái sức hút trái đất, thấp thức trọng lực. Rồi tiểu đản hỷ là cái niềm vui nó chớp nhoáng, nó xuất hiện, nó từng cơn ngắn mà thật có mất, thật có thật mất, tiểu đản hỷ. Thì tùy vào cái căn cơ phước báo duyên thành của mỗi người mà khi chúng ta tu tập chúng ta được là pháp hỷ nào. Cái đó quan trọng nha. Và chính pháp hỷ nó có những điều đáng để mình lưu ý ở đây, đó chính là nếu mình khéo á thì nó trở thành ra là cái sự khích lệ để mình đi tới, nó là cái sự đẩy đưa mình đi về trước. Nhưng mà không khéo thì nó trở thành ra là một cái cạm bẫy. Thế vì ngồi thiền nếu mà đúng ngồi đúng, sau giai đoạn tôi nói rõ nha, sau giai đoạn mà khó khăn đau nhức tê buốt thê thảm te tua tan tác tê tả buổi đầu, nó qua được rồi thì phải nói rằng dầu thiền chỉ thiền quán thì hành giả chắc chắn sẽ nhận được những phần thưởng nhất định. Này, chuyện đầu tiên là mình thấy hơi thở càng lúc nó càng tế dần, càng nhỏ dần, rồi càng lúc gần như nó không còn nữa, cái cảm giác nó hạnh phúc lạ lùng lắm. Và hành giả thì gọi là hành giả mà chuyên nghiệp thì lâu ngày nó họ không còn có những cái liên hệ gọi là không cần thiết với cái cõi nhân gian, gọi là đầy gọi là phiền lụy này nữa. Cái đó mình phải nhìn Nam Mô
Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Con thành kính đảnh lễ ơn Đức Tam Bảo, ơn Đức Phật, ơn Đức Pháp, ơn Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ Đại Đức Pháp Trang, Đại Đức Tề Đức cùng chư Tôn Đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ cảm ơn Thiện Vũ. Còn 6 giờ 31 phút rồi, Kim Nhung ơi. Dạ. Dạ, nên là với lại Nhật Quỳnh cũng có công việc ở ngoài, nên Nhật Quỳnh phải rời room. Kính mong quý ngài và đạo tràng hoan hỷ. Dạ, con xin được thay mặt đạo tràng để hồi hướng và phước thính pháp ngày hôm nay. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, con, chúng con thành kính dân quả phước mà chúng con đã thính pháp ngày hôm nay, đến với tất cả chư thiên hộ trì chánh pháp, còn mong quý ngài hoan hỷ. Tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bình vững lâu dài, chúng con cũng kính dân quả phước này đến với tất cả chư thiên phạm thiên sắc giới, chư thiên dục giới và tất cả chư thiên trong 10 muôn triệu thế giới Sa Bà, nhất là vua trời Đế Thích cùng tứ đại chiên vương, tất cả chư thiên chúa Diêm Vương và tất cả chư thiên xung quanh nơi đây, chư thiên xung quanh những ngôi chùa chư tăng ni hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, nhất là chư thiên chùa Ngọc Đạt, chư thiên chùa Phước Quang, chư thiên chùa Viên Giác, chư thiên chùa Pháp Luân, chư thiên xung quanh nhà chư Phật tử hiện diện trong rơm Phật giáo Nam truyền, cầu mong quý ngài hoan hỷ thọ nhận phần phước này. Sau khi các ngài thọ nhận rồi, xin hậu độ chư Tôn Đức Pháp Thể Kinh An, bồ đề tâm kiên cố, đạo quả sớm viên thành. Và cũng do quả phước này trợ duyên chúng con phát sanh trí tuệ để chúng con tu tiến sớm đạt đạo quả giải thoát. Cuối cùng, chúng con xin chia quả phước này đến tất cả chúng sanh ba giới bốn loài. Xin hãy hoan hỷ thời dụng đập liệu nhau cả thảy. Y đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tục. Y đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tục. Y đăng muôn nhân ni ba na sa bát cha yo hồ tục. Một lần nữa chúng con thành kính đảnh lễ tri ân chư Tôn Đức quý ngài đã quang lâm vào rung chứng minh cho chúng con được chứng pháp, để chúng con được sự lợi ích ngay hiện tại và được sự an vui lâu dài. Chúng con thành kính đảnh lễ dân quả phước mà chúng con đã tạo được đến với quý ngài, cầu mong phước này trợ duyên quý ngài an vui trong đời sống phạm hạnh, thân tâm luôn an lạc, thành tựu đạo quả y như ý nguyện. Kính cảm ơn quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu đã vào đạo tràng thính pháp, hỗ trợ đạo tràng, nhất là giữ đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh trong lúc sư tội khanh thuyết giảng. Con xin thay mặt ban điều hành rơm Phật giáo Nam truyền thành kính đảnh lễ cung thỉnh chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, quý anh chị em đạo hữu. Ngày mai quang lâm vào rung theo giờ thường lệ là 3 giờ rưỡi sáng giờ Việt Nam. Trong quá trình chúng con phục vụ rung có nhiều điều sơ thất, con thành tâm sám hối với Tam Bảo, thành tâm sám hối với chư Tôn Đức, quý bà, quý cô tu nữ, với anh chị em đạo hữu, hãy từ bi hỷ xả cho con. Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính chúc quý ngài. Nhật Quỳnh kính chúc quý anh chị em đạo hữu luôn được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ. Và Nhật Quỳnh kính mời đạo tràng ngày mai quang lâm vào rung, là ngài mà Chí Đức nói là chắc chắn ngày mai là máy của ngài sẽ sửa được. Ngài đã có người, ngày nay sẽ có người tới sửa máy cho ngài, nên kính mong tất cả đạo tràng hãy quy tụ về trong ngày mai nha. Dạ, bây giờ thì con xin xuống mít và con xin phép được khép cửa rung trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt đạo tràng.